Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Sau khi lưu đầy, địa vị của ta cực cao, tập 7, kỹ trừng thượng đến lầu 2 một đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong nhà một mảnh bừa bãi, trên mặt đất nằm đầy bị thương người, nàng tinh chuẩn nhìn về phía duy nhất ngồi một vãng tình, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Vũ hoàng tử phủ còn có tuổi như vậy tiểu nhân thị vệ. Nàng có loại vớ vẫn cảm giác không phải là bị chơi đi, một vãng tình hơi hơi nghiêng đầu, tính trẻ con chưa thoát mặt làm nàng thoạt nhìn giống cái thiên chân hài đồng, nhưng nói ra nói liền không thiên chân, hành tẩu giang hồ có ba loại người không thể chọc, nữ nhân, hài tử, lão nhân. Biết vì cái gì sao, nàng một mở miệng liền lật đổ kỹ trừng hoài nghi, bọn họ là kẻ yếu, lại có thể ở giang hồ tồn tại, tự nhiên là có điều dựa vào, ngươi thực thông minh cũng thực dũng cảm, ta thực thích người như vậy đâu, ngồi đi. Một vãn tình chỉ chỉ đối diện vị trí, khí tràn cực kỳ cường đại, dám độc thân đi vào tới, không riêng chỉ là dũng cảm, chỉ sợ cũng là có dựa vào, kỹ trừng hít sâu một hơi, đi lên trước ngồi ở cái kia vị trí, ta muốn nhìn một chút ngũ hoàng tử phủ lệnh bài, một vãn tình dơ dơ lên cầm, cho nàng, thẩm vĩnh yên lặng đem trong tay lệnh bài đặt lên bàn, kỹ trừng sửng sốt một chút, cùng nàng tưởng tượng không giống nhau, quá dứt khoát. Sẽ không sợ ta hủy hoại lệnh bài sao, một vãn tình nhịn không được ha ha cười, ngươi là người thông minh sẽ không ngớ ngẩn, lệnh bài không có khả năng chỉ có một khối, tự nhiên, cũng không ngừng chúng ta này một chi đội ngũ. Nàng lời nói thâm ý làm kỹ trường sắc mặt thay đổi mấy lần âm thầm còn ẩn nút mấy chi đội ngũ bọn họ rốt cuộc muốn làm gì các ngươi chuyến này mục đích có thể báo cho một vài sao một vãn tình mặt mày mang theo cười khẽ xin lỗi không thể phụng cáo nàng tươi cười thực tươi đẹp nhưng hành sự tác phong kiên định lại cường thế không dung người khác nghi ngờ hai loại bất đồng tính chất đặc biệt ở trên người nàng hoàng mỹ dung hợp không có vẻ không khỏe ngược lại có loại mặt danh lực hấp dẫn nàng thân thủ phao một hồ trà tư thái tuyệt đẹp như nước chảy mây trôi, kỹ đại tiểu thư, tới, uống trà, kỹ trừng ngửi ngửi, thanh hương phát mũi, uống một ngụm tức khắc giữa môi lưu hương, mùi thơm ngào ngạt mà lại ngọt lành, dư vị vô cùng, hảo trà, đây là cái gì trà, đại hồng bào, cống trà. Kỹ trừng kinh ngạc không thôi, người bình thường nhưng ăn không đến này quý giá ngoạn ý, đúng vậy, ngũ hoàng tử cũng chỉ phân tới rồi nửa cân. Một vãn tình nghiêm trang nói hô nói vượng, biên giống cùng thật sự dường như đừng nói kỹ trừng tin tưởng, ngay cả thẩm vĩnh đoàn người cũng sắp tin. Kỹ trừng trầm mặt, nàng thử nửa ngày, chỉ phải ra một cái kết luận, đối phương thật sự lai lịch không nhỏ. Một vãn tình chậm rì rì uống trà, một chút đều không vội, ngược lại là kỹ trừng có chút thiếu kiên nhẫn, ta trước nói rõ một chút, hà gia chỉ là ta phụ thân thiếp thất nhà mẹ đẻ, bọn họ làm sự tình chúng ta kỹ gia hoàn toàn không biết gì cả, một vãn tình không cấm cười, thật đem nàng trở thành hài đồng hống, ngươi nếu thật hoàn toàn không biết gì cả liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này, mà ngươi phụ thân, thân là trong thành tối cao trưởng quan, không biết khả năng sao. Lui một vạn bước tới nói, thật không biết, kia thất ra chi tội trốn không thoát, kỹ trừng sắc mặt biến đổi, một vãn tình trực tiếp ném ra một cái bom, nhưng theo ta hiểu biết, lệnh tôn một nam thừa tự hai nhà hai phòng, cưới hai cái thê tử, chẳng phân biệt lớn nhỏ, hà thị không xem như thiếp thất, từ lễ pháp đi lên nói, Hà thị cũng là kỹ thành đống thê, nhưng Sinh hài tử kêu cha hắn, lại xem như không cùng chi, viết ở bá phụ danh nghĩa. Nàng vẫn luôn cảm thấy trò chơi này quy tắc rất có ý tứ, lừa gạt người một bộ lại một bộ, nhưng lại không có biện pháp tự bào chữa. Mẫu thân ngươi Lý thị sinh một nhi một nữ, nhi tử tuổi nhỏ, năm nay mới 5 tuổi, mà Hà thị sinh ba trai một gái, vừa có thể sinh vững vàng đè ép các ngươi này một phòng, mấu chốt nhất chính là, nàng trưởng tử chỉ sau ngươi tiểu một tuổi xem như kỹ gia đức trưởng tử, kỹ gia tình huống đặc thù, một cái tính tự, bao hàm rất nhiều tin tức, kỹ trường nhắm mắt, cảm giác ở nàng trước mặt không chỗ nào che giấu, ngươi còn biết cái gì, một vãn tình vân đạm phong khinh tiếp tục nói tiếp, quân tịch là thừa kế, ngươi đệ đệ cùng hà thị sinh ba cái nhi tử đều có tư cách kế thừa vệ chỉ huy sứ chức, nói thật, hà thị hài tử càng có kế thừa khả năng tính, tuổi đại chiếm ưu tú, gia tộc tài nguyên đều trút xuống ở bọn họ trên người. Đến phiên lý thị sinh nhi tử, liền khó nói. Đương nhiên, đây là kỹ gia loạn trướng, cùng bọn họ không có quan hệ. Kỹ trừng trong lòng nhất lên sóng to gió lớn, các ngươi vì cái gì muốn điều tra này đó. Một vãn tình lười nhắc dựa ngồi ở ghế trên, mặt mày đạm nhiên, vừa nghe lời này liền biết ngươi là cái người ngoài nghề. Mỗi một cái quan tướng thân gia đều điều tra quá, triều đình có lưu trữ, chúng ta sẽ thường thường đổi mới gần nhất trạng huống, để mặt trên người tùy thời lật xem, làm quyết định khi làm được sẽ không ra sai lầm, Tính không lộ chút sơ hở, nàng nơi nào là điều tra, là vừa rồi thẩm vấn trên mặt đất này đó chân chó cùng trưởng quầy tiểu nhị được đến tin tức, phi thường toàn diện. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lý giải vì, là một loại tất yếu, bình thường trên dưới câu thông giao lưu phương thức, kỹ trừng. Chưa bao giờ nghe qua như thế cổ quái giải thích, nàng bỗng nhiên phát hiện, nói chuyện tiết tấu đã bị đối phương nắm giữ. Nàng nỗ lực kéo trở về, ta có thể hỏi mấy vấn đề sao, một phản tình hơi hơi gật đầu có thể, nhưng có trở về hay không đáp toàn bằng ta tâm ý, kỹ trừng là tướng môn hổ nữ, tập đến một thân hảo võ công, tâm tư cũng so người bình thường thâm, nhưng ngồi ở một vãn tình trước mặt cảm giác bó tay bó chân, các ngươi vì cái gì cố ý chọn sự, một vãn tình dơ dơ lên mi, đầu tiên, Cam Châu thành thủ vệ chỉ định chúng ta trụ tiếng này khách điếm, mới vừa trụ tiếng vào, này mập mạp liền tới rồi, trưởng quầy cho hắn chỉ ra và xác nhận chúng ta, này rõ ràng là hắc điếm A, trên dưới cấu kết, cùng một ruột, loạn tượng lan tràn, lại lần nữa, là Hà Phi Hùng chủ động chọn sự, chạy tới xảo trá một vạn linh hai trăm lượng bạc, từ trước đến nay chỉ có người khác cho ta đưa tiền phân, còn không có người dám ở trước mặt ta như thế làm càng, cho nên, hắn chết chắc rồi, nàng trương dương mà lại chắc chắn, không không, đừng giết ta. Trong một góc truyền đến một đạo hoảng sợ thanh âm, mập mạp cả người là mũi tên, thẳng tắp nằm thi, ân, còn sống một vãn tình không nghĩ tới này mập mạp sinh mệnh lực như vậy cường, nha, ngươi còn sống nha, mệnh rất đại, giang thị vệ, ngươi nhất am hiểu đánh gãy người khác chân, cũng thỉnh vị này cũng nếm thử, thẩm vĩnh không chút do dự làm theo, a a a. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn trường, truyền tới phía dưới hà thiên hộ lỗ tai, tức khắc biến sắc, mặt trên người nghe, nếu dám thương ta nhi tử, ta tất gấp trăm lần dân trả, hắn là cái tàn nhẫn độc ác, trời cao hoàng đế xa rất là không kiên nể gì. Một vãn tình làm người đem mập mạp kéo đến bên cửa sổ, cố ý làm Hà Thiên Hộ thấy rõ ràng con của hắn gãy chân. Thẩm Vĩnh cầm trường kiếm nhắm ngay mập mạp cổ, đây là dám can đảm đắc tội chúng ta kết cục, ta còn có một trăm nhiều loại hình phạt thủ đoạn, thay phiên thử xem đi. Mập mạp dọa quần đều nước tiểu ước, không không, ta sai rồi, là ta mắc bị mù đắc tội không nên đắc tội người, tha ta này tiện mệnh, cha, cứu ta, hắn trước kia như thế nào sửa trị những người khác, hiện giờ đều bị còn đã trở lại này xem như báo ứng sao hà thiên hộ giận tím mặt các huynh đệ cho ta sát đi vào sống bắt những người này các thủ hạ hai mặt nhìn nhau không giết người sống mắt sao cái này có thể thẩm vĩnh đương trường liền nổi giận các ngươi đây là muốn tạo phản a à. ngươi tưởng nhổ cỏ tận gốc cũng không nghĩ có hay không cái kia năng lực chúng ta này một hàng làm việc từ trước đến nay là lưu đủ chuẩn bị ở sau không sợ nửa đêm bị diệt môn nói liền an phận chút, kỹ đại tiểu thư, Hà Thiên Hộ không đem ngươi mệnh đưa một chuyện a à. kỹ trừng sắc mặt khó coi, đi đến bên cửa sổ, vung tay lên, một chi nương tử quân không biết từ nơi nào toát ra tới, đem Hà Thiên Hộ bao quanh vây lên, Hà Thiên Hộ ngửa đầu lạnh lùng nhìn kỹ trừng, kỹ trừng chút nào không sợ, hung hăng trừng trở về, bọn họ nổi lên nội đấu, một vãn tình cười tủng tiễn xem náo nhiệt, đánh đi, càng loạn càng tốt, giang thị vệ, làm cho bọn họ lấy tiền chuộc lại này mập mạp, ngươi xem làm đi, thẩm vĩnh ánh mắt sáng lên, lập tức ngên ngang kêu lên, vừa rồi này mập mạp cùng chúng ta làm tiền một vạn linh hai trăm lượng, nếu như vậy ái tiền, vậy ra xuất huyết đi, muốn chuột lại hắn, vậy dùng gấp mười lần tới chuột, chúng ta cũng không cầu tiền, liền đồ ra một hơi, hắn đây là học một vãn tình hành sự, mọi việc liền dùng tiền giải quyết sao, hà thiên hộ sắc mặt đổi tới đổi lui, giao tiền chuột tương đương nhận túng, hắn uy vọng liền hủy không sai biệt lắm. Còn như thế nào mang binh, một vãn tình nhàn nhạt mở miệng, một canh giờ nội không có thu được tiền, liền đánh gãy hắn một khắc chân, Nga, không đúng, trung gian đệ tam chân cũng đánh gãy, làm hắn đương cả đời phế nhân đi, mập mạp dọa hồn phi phách tán, thất thanh thét chói tai, cha, cứu ta, mau lấy tiền chuột ta, ta không cần đương phế nhân, cha, cha, Hà Thiên Hộ muốn điên, nhi tử làm trò hề, một bên còn có một cái kỹ đại tiểu thư như hổ trình mồi, hắn không thể không nhịn xuống khẩu khí này, làm thủ hạ đi trong phủ mang tới 10 vạn lượng ngân phiếu, một tay giao tiền, một tay giao người. Thẩm Vĩnh ngênh ngang sách theo mập mạp đi xuống đi, tự mình giao tiếp, Hà Thiên Hộ, ta cũng hết giận, không tính toán truy cứu đi xuống, chúng ta như vậy dừng tay, ngươi xem coi thế nào, Hà Thiên Hộ muốn cắn chết hắn tâm đều có, nhưng ngẩng đầu nhìn thoáng qua lầu hai, trong mắt có cảnh giác, nơi đó có một người, làm hắn cảm giác được xưa nay chưa từng có uy hiếp, nhưng, người nọ liền mặt đều không có lộ không biết, mới là đáng sợ nhất, mà người nọ tự hồ cùng kỹ đại tiểu thư liên thủ, hành, càng là nói dứt khoát, càng là không thể tin tưởng, thẩm vĩnh nhưng thật ra không lo lắng, ngược lại đồng tình nhìn hắn, ta lão đại nói, nếu ngươi tưởng trả thù, nàng tùy thời hoan nghênh, nàng chính ngại nhàm chán tìm người luyện luyện tập, tỉ như, ném đi một tòa thành, tỉ như, làm một cái vệ sở một lần nữa tẩy bàn, đắc tội một tam tiểu thư người. Thông thường đều không có kết cục tốt, Hà Thiên Hộ đây là tiếng người sao. Hắn đang nói chuyện quỷ quái gì, làm hắn yên lặng một chút, Hà Thiên Hộ mang theo người lui, một vãn tình nhẹ gõ mặt bàn, thỉnh mặt khác khách nhân đi ra ngoài trụ, đem trưởng quầy cùng tiểu nhị đều thanh đi ra ngoài, này khách điếm tạm thời từ chúng ta tiếp quản, từ giờ khách này khởi, không có ta cho phép, không được tùy ý xuất nhập, đúng vậy, phái mấy người nhìn chầm chầm Hà Gia, có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay hướng ta báo cáo, dư lại người chia làm ba đợt, hay phiên trực ban, mỗi ban bốn cái canh giờ, đi phòng bếp nhìn xem nguyên liệu nấu ăn có đủ hay không, không đủ khiến cho người đưa chút tiếng vào, thông tri ngoài thành người, tùy thời làm tốt tiếp ứng chuẩn bị, từng đạo mệnh lệnh phát đi xuống, hoàn toàn là thời gian chiến tranh tổng động viên, một đám động lên, chân chính làm được kỷ luật nghiêm minh, hành động lực siêu cường, kỹ trừng xem trợn mắt há hốc mồm, đừng nhìn cái kia thân ảnh nhỏ gầy, nhưng phát hào tư lệnh khí thế quá cường, không thua cấp những cái đó lão tướng một vãn tình xoay đầu hướng nàng hơi hơi mỉm cười kỹ đại tiểu thư ngươi này chi nương tử quân thực không tồi mượn ta dùng mấy ngày như thế nào đây là muốn cho nàng tỏ thái độ kỹ trừng nhấp nhấp miệng ta có chỗ tốt gì một vãn tình thích trực tiếp xong xuôi nói điều kiện mỗi người phát mười lượng đến nỗi ngươi nếu kỹ gia ngày nào đó bị thua ta bảo ngươi một mạng kỹ trừng người này làm sao nói chuyện đây là chú kỹ gia xảy ra chuyện đâu không đối chẳng lẽ là là ám chỉ nàng cái gì? Bất tri bất giác nàng suy nghĩ nhiều, bảo ta. Chỉ bằng ngươi. Ngươi nói có thể tin sao, tin hay không tùy thích. Một vãn tình tư thái cao đâu, kỹ trừng đầu óc chuyển bay nhanh, cắn chặt răng, đánh cuộc. Ta chỉ có thể phát cho ngươi 50 người, đủ rồi. Một vãn tình muốn chính là một loại tư thái, kỹ gia đại tiểu thư là trạm nàng bên này, mặc kệ như thế nào, kỹ trừng là kỹ gia đích trưởng nữ, lại có một chi nương tử quân, thuyết minh nàng là chịu nể trọng, khiến cho các nàng trụ vào đi, bao ăn bao ở, nàng thoải mái hào phóng đưa lên một phần lễ vật, làm hồi báo, này liền đưa ngươi, lấy về gia làm sự tình đi, kỹ trừng định tình vừa thấy, hảo gia hỏa, ra sao mập mạp viết nhận tội thư, tâm tình của nàng thực phức tạp, vậy ngươi liền không có đắn đo hà gia nhược điểm, hà thiên hộ người này kiệt ngạo khó thuần, liền hoàng mệnh chưa chắc nghe. Một vãn tình thật sâu nhìn nàng một cái, đã mách lẻo, lại phủ sạch quan hệ, còn rất nỗ lực. Nàng cười ngâm ngâm lấy ra một chồng nhận tội thư, mặt trên tất cả đều là có gì mập mạp ký tên cùng ký tên. Muốn hay không tán khắp thiên hạ đều nhìn đến, liền xem Hà Thiên Hộ kế tiếp biểu hiện, yên tâm, ta sẽ ưu tiên phối hợp ngươi làm sự tình, không vội mà phát ra đi. Nàng đánh cuộc một cây que cây, Hà Thiên Hộ nhất định sẽ không chịu để yên, kỹ trừng. Này vui sướng khi người gặp họa kiến nghị, đáng chết làm nhân tâm động a. À khách điếm bốn phía có nương tử quân tuần tra, cửa có bọn thị vệ thủ, một tầng tầng phòng thủ, kính không kẻ hở, cổng lớn cao cao treo bố cáo, chủ nhân có việc, nghỉ ngơi mấy ngày. Bởi vậy, người thường cũng không dám tới gần, mà có tâm người tránh ở chỗ tối nhìn chăm chăm. Một vãn tình lại thay đổi một thân giả dạng, không hề là bình thường phú thương gia tiểu công tử, mà là một thân cẩm y, ngoại khoác màu đỏ rực áo choàng, đầu thúc ngọc quan, một bộ quý công tử phong lưu phương pháp, thẩm vĩnh ngươi liền mang theo người canh giữ ở khách điếm bảo hộ hàng của bọn ta ta mang vài người đi thăm thăm chợ chung này không an toàn đi thẩm vĩnh thực không yên tâm một vãn tình cái gì cũng tốt chính là tay trói gà không chặt một vãn tình vẫy vẫy tay ta đều có đúng mực thẩm vĩnh thuyết phục không được nàng chỉ có thể đề ra một cái kiến nghị nếu không ngươi từ cửa sau trộn chuồn ra đi cửa sau cũng có người nhìn chằm chằm một vãn tình thực đạm nhiên trước phía sau cửa môn đều bị giám thị, thì tính sao? Nàng công khai từ cửa chính ngồi xe rời đi, quả nhiên không ra nàng sở liệu, mấy cái ám ảnh theo đi lên. Nàng nhìn như không có mắt loạn chuyển, ở mỗi cái cửa hàng trước đều tạm dừng nửa ngày, nhưng chính là không xuống xe. Xe mặt sau bám đuôi người không hiểu ra sao, tình huống như thế nào. Một vãn tình đi đi dừng dừng, quan sát đến này tòa cam châu thành, theo lý thuyết, chợ chung liền kiến ở chỗ này, cả nước các nơi thương nhân đều chạy đến, hẳn là thực náo nhiệt, nhưng, không có tưởng tượng trung náo nhiệt, khách điếm nhiều, thanh lâu nhiều, tử lầu nhiều, mà phố buôn bán cũng không phồn hoa, thậm chí có chút tịch liêu. Này bình thường sao, các bá tánh quần áo rách nát, xanh sao vàng vọt, thực không bọc bụng, đi thôi, bỗng nhiên, xe ngựa bị một đám người ngăn cản, quý nhân xin thương xót, thưởng chúng ta một chút ăn đi, cầu xin các ngươi, chúng ta vài thiên không ăn cơm, sắp chết đói một vãn tình ở cửa sổ xe nhìn ra đi, đều là đói da bọc xương, như là bộ xương khô dọa người, tinh thần phấn khởi không thích hợp, nhân số đông đảo, cảm giác một dây chung có thể ném đi xe ngựa, một tử ngang khẩn trương hộ ở muội muội bên người, bản năng cảm giác được nguy hiểm, phong rất lớn, một vãn tình che lại miệng mũi, mở ra cửa sổ dò ra đầu, đói dân thấy thế, toàn dũng lại đây, điên cùng cầu xin, phản phất nàng là mọi người duy nhất sống sót hy vọng, dưới loại tình huống này có thể cự tuyệt sao? Một vãn tình còn không có nói chuyện, trong đám người tuôn ra một tiếng, mọi người xem tới rồi đi, loại này làm giàu bất nhân đồ vật căn bản sẽ không bố thí cấp người nghèo, bọn họ ước gì đói chết chúng ta, cùng bọn họ đua, đói dân cùng bạo dân chỉ ở một đường chi gian, chết đói liền cái gì đều không màng, sự tình gì đều làm được. Một vãn tình đôi mắt hiếp lại, nhẹ nhàng thanh âm vang lên, mọi người đều theo ta đi, chúng ta đi ăn thịt, thịt cá, đi 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 đây là muốn mượn dân đói tay trí nàng vào chỗ chết. Hảo A, cùng nhau làm sự tình đi. Sở hữu đói dân đôi mắt đều sáng, hoang hô nhảy nhót, toàn đi theo nàng xe ngựa mặt sau. ẩn ở trong đám người mấy người hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao bây giờ. này dọc theo đường đi, một vãn tình còn không dừng tiếp đón người qua đường đuổi kịp, miễn phí rượu thịt thỉnh các ngươi ăn, thỉnh toàn thành bá tánh ăn, các bá tánh nhạt điên rồi, sôi nổi đuổi kịp, người càng tụ càng nhiều một vãn tình đem người đưa tới một nhà tửu lầu trước, tiểu nhị, cho ta bị tốt nhất tiệc rượu, ta muốn thỉnh cam châu các bá tánh ăn cơm, tiểu nhị mặt tái rồi, ghét bỏ không được, như vậy dơ hề hề một đám người vào cửa, bọn họ còn như thế nào làm buôn bán, hắn quả quyết cự tuyệt, còn đem nói rất khó nghe, các ngươi này đó khất cái lại không đi, ta khiến cho quan phủ bắt các ngươi, một vãn tình tức khắc bực, nói giống như quan phủ nghe ngươi mệnh lệnh dường như, ngươi cho rằng ngươi là ai nha. Tiểu nhị đầu ngẩng cao cao, kiêu ngạo không được, chúng ta tử lầu lão bản là kỹ gia, quan phủ là kỹ gia khai, một vãn tình lập tức kêu to, đại gia có nghe hay không? Cam Châu thành sinh ý tất cả đều là kỹ gia, kỹ gia kiếm đầy bồn đầy chén, nhà kho đều thịnh không dưới trắng bóng bạc, buổi tối liền ngủ ở bạc trên núi, mỗi ngày ăn sung mặt sướng, ăn một con gà ném một con gà, chính là không cho trong thành sắp đói chết bá tánh ăn. Bởi vì không xứng cuối cùng hai câu lời nói cường điệu ngữ khí, còn mang lên mãnh liệt phẫn nộ, này nhưng đem đói ý chí của dân hỏng rồi, lại ngửi được tủ lầu bay ra đồ ăn hương, càng thêm kích thích bọn họ yếu ớt thần kinh, thanh âm kia tức khắc nóng nảy, ngươi đừng ba hoa chích chòe, kỹ gia mỗi tháng sơ đều sẽ thi cháo, này trong thành bá tánh ai không có uống qua. Đó là Bồ Tát sống, một vãn tình dùng sức gật đầu, đúng đúng đúng, ăn mồ hôi nước mắt nhân dân Bồ Tát sống, lời này thật là tuyệt cùng nhau đi theo một vãn tình ra tới nương tử quân trợn mắt há hốc mồm, này không thể được a, à, đống lửa này không thể đốt tới kỹ gia trên đầu. Cơ trí gào một tiếng, kỹ đại nhân công vụ bận rộn, sinh ý đều là từ Hà Thiên Hộ trưởng quản, điểm này mọi người đều biết, Hà Thiên Hộ gia nhưng có tiền, đúng đúng, trong thành nhất có tiền chính là Hà Gia, nhà bọn họ làm giàu bất nhân, đặc biệt hư, một vãn tình nhàn nhạt liếc các nàng liếc mắt một cái, không tồi, hết thảy đều ở nàng nắm giữ. Hà Thiên Hộ khẩu gia nhi nữ mỗi người tròn tròn mập mạp, thức ăn nhưng hảo, gạo gà vịt thịt cá chất đầy nhà kho, chúng ta đi cầu xin Hà Gia, bọn họ ăn không hết liền ném cơm tẻ, bố thí cho đại gia ăn, không chịu cho đâu, một vãn tình trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, môi đỏ vừa phun, vậy đánh thổ hào phân gạo, đánh thổ hào phân gạo, cùng nhau cùng đi. Đói khác người là không có lý trí đáng nói, trong đầu chỉ có một ý niệm, chính là nghĩ cách ăn no, người là lẫn nhau ảnh hưởng ngay cả bình thường bá tánh cũng bị này một cổ cùng nhiệt không khí hiệp bọc, đi theo cùng nhau chạy, trong đám người thám tử sợ ngây người, các hương thân, nàng đây là chọn sự, đừng nghe nàng, một vãn tình tay tinh chuẩn tỏa định bọn họ, đây là hà gia chó săn, bọn họ ăn no no, lại không cho các ngươi ăn no, dựa vào cái gì? Tấu bọn họ, thám tử nhóm bị nhéo ra tới, tẩn cho một trận sau đồng thời hôn mê, dân đói nhóm ném xuống bọn họ mênh mông cuồng cuộn sát hướng hà gia, hà gia. Hà Gia Di Thái Thái ôm chết ngất quá khứ Nhi tử khóc sướt mướt, ruột gan đứt từng khúc, lão gia, Hùng Nhi chân chặt đứt, trên người còn có nhiều như vậy thương, này đến nhiều đau a, à, ta liền như vậy một cái bảo bối Nhi tử, hắn nếu là không hảo, ta cũng không sống. Hà Thiên Hộ sắc mặt âm lãnh mau tích ra thủy, đừng khóc, làm Nhi tử hảo hảo dưỡng thương, hắn đã lâu không có ăn qua như vậy lỗ nặng, khẩu khí này hắn nuốt không đi xuống. Di Thái Thái mắt hàm nhiệt lệ, hận ý hừng hực thiêu đốt, lão gia. Ngài nhất định phải vì Hùng Nhi báo thù, đem đối phương bầm thay vạn đoạn mới có thể giải ta trong lòng đại hận. Hà Thiên hộ thật mạnh ấn ở nàng đầu vai, thề nói, yên tâm, thời buổi này tin tức không linh thông, trạng huống liên tiếp, ở trên đường chết vài người quá bình thường, liền tính là ngũ hoàng tử phủ lại như thế nào, trời cao hoàng đế xa, ai biết là hắn hạ tay. Trước mắt, quan trọng nhất chính là thăm dò rõ ràng bọn họ đế, trừ bỏ này một chi đội ngũ, còn có bao nhiêu người ẩn nút đang âm thầm muốn làm liền toàn bộ làm chết, một cái đều không lưu, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Di thái thái tâm đang nhỏ máu, hiện tại liền mang theo người giết qua đi, đem những cái đó người xứ khác loạn đao chém chết, tùy tùng ở bên ngoài bẩm, cô nãy nãy đã trở lại, Hà Thiên Hộ vèo đi ra ngoài, xa xa liền nhìn đến bị vây quanh ở trong đám người quý phu nhân, muội muội, người như thế nào đã trở lại, Hà Thị ăn mặc đỏ thẩm quần áo, châu ngọc vờn quanh, tô son điểm phấn, bảo dưỡng tương đương không tồi, tuy rằng không tuổi trẻ, nhưng nhìn như cũ mỹ diễm, ta đã toàn nghe nói, đại ca, Hùng Nhi không có việc gì đi, bọn họ huynh muội tình cảm thâm hậu, nàng đối cháu trai nhóm rất là quan tâm, ra như vậy sự, nàng trước tiên chạy tới an ủi, Hà Thiên Hộ nhẹ nhàng thở dài một hơi, đại phu nói, hắn chân phế đi, Hà Thị hơi hơi nhíu mày, thật là ngũ hoàng tử phủ ra tới, hẳn là, Hà Thị ánh mắt lóe lóe, mà Nhi năm nay không nhỏ, không bằng đem nàng đưa vào ngũ hoàng tử phủ bắt một cái tiền đồ nàng liền một cái nữ nhi dưỡng phá lệ tinh tế chỉ vì một ngày kia có thể cao gã đây là hà gia lão truyền thống hà gia tổ tiên là đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán người bán hàng rong lúc sau mua cửa hàng làm buôn bán thật vất vả tích góp mấy cái cửa hàng lại con cháu bất hiếu nhiễm nghiện đánh bạc đem gia sản bán cái tinh quang còn đem chính mình như hoa như ngọc nữ nhi bán tiếng thanh lâu cái này nữ nhi cũng chính là hà thị thời khắc mấu chốt, Hà Thiên Hộ mang theo muội muội chạy trốn, gặp gỡ chính trở về thành kỹ chỉ huy sứ, anh hùng cứu mỹ nhân. Năm đó nghèo túng đến cái loại tình trạng này, nhưng dựa cặp váy quan hệ đáp thượng kỹ gia, đi bước một thành thiên hộ, tay cầm thực quyền nhân vật, ở Cam Châu Thành đi ngang, không người dám đối hắn nói cái không tự. Có như vậy thành công ví dụ ở phía trước, Hà Thị tự nhiên muốn đem thân sinh nữ nhi đưa vào hoàng tử phủ, không nói trắc phi, đương cái thị thiếp cũng là tốt, hoàng tử thiếp cùng người thường gia thiếp không giống nhau nói không chừng ngày nào đó còn có thể hướng lên trên bò đương cái quý phi gì vận khí tốt còn có thể hỗn cái hậu vị đâu hà thiên hộ liếc mắt một cái liền nhìn ra muội muội tính toán khẽ lắc đầu chỉ sợ không được ta đem người đắc tội quá mức nhà ngươi đại tiểu thư đã cùng người liên thượng thủ nương tử quân đều mượn cho đối phương hắn cái kia cháu ngoại gái tuy hảo nhưng rốt cuộc xuất thân ở tây bắc chưa thấy qua đại việt đời tâm nhãn chơi bất quá cùng những cái đó kinh thành thiên kim đại tiểu thư, cùng với đánh cuộc một cái không biết ngày mai, còn không bằng bắt lấy trước mắt có thể nhìn đến đồ vật. Hà thị hận nghiến răng nghiến lợi, cái kia nha đầu liền biết hư ta chuyện tốt, cũng không biết đại nhân vì cái gì như vậy sủng kia nha đầu, nàng tuy rằng sinh ba trai một gái, nhưng nhất chịu lão thái thái cùng lão gia sủng ái chính là kỹ trừng, từ nhỏ đến lớn đều đè ở bọn họ này phòng ở nữ trên đầu, nhất khoa trương chính là, kỹ trừng đưa ra muốn chỉnh một chi nương tử quân. Lão gia cư nhiên một ngụm đáp ứng, còn khen cái gì nữ tiếu phụ, tưởng tượng đến này, nàng nhịn không được lại tưởng bạo thô khẩu. Hà Thiên Hộ đối này cũng nghĩ trăm lần cũng không ra, bất quá, trước nửa đời lại tôn quý lại như thế nào, gã có được không, mới là mấu chốt nhất. Ngũ hoàng tử phủ là trèo không tới, nhưng đều tư phủ thiếu phu nhân vị trí hoàn toàn có thể, gia thế cũng đạt đến, hơn nữa tiểu mạng hoa dung nguyệt mạo thiên kiều bá mị, tiểu tướng quân thấy khẳng định sẽ động tâm đỗ gia không chỉ là đô chỉ huy sứ vẫn là đỗ gia quân thống soái tập quyền thế tôn quý với một thân là tây bắc ông vua không ngai mà đỗ gia chỉ có một con trai độc nhất khi mới là sở hữu tây bắc thiếu nữ tha thiết ước mơ nhà chồng chỉ cần gả tiếng đỗ gia chính là tương lai tây bắc nữ chủ nhân tuy rằng không có xa gã kinh thành tên tuổi dễ nghe nhưng lợi ích thực tế nhiều hà thị phía trước cũng là như vậy tính toán nhưng nghe đã có càng tôn quý hoàng tử khó tránh khỏi tâm viên ý mã kỵ lừa xem mã lại không nghĩ nhân gia có thể hay không coi trọng nàng nữ nhi nàng tức giận bất bình nói lão thái thái cố ý đem kỹ trừng đính hôn cấp tiểu tướng quân nàng cũng là chính thê còn cấp kỹ gia khai chi tán diệp nhưng có cái gì chuyện tốt chỉ biết trước đến phiên kỷ trừng cái này làm cho nàng canh cánh trong lòng hà thiên hộ lúc trước dựa vào mùi mùi thượng vị hiện giờ tưởng dựa cháu ngoại gái nâng cao một bước so với ai khác đều tâm nhiệt. Tiểu tướng quân đến nay không có cưới vợ, đổ soái không phải không vội, nhưng cũng lấy hắn không có biện pháp, theo ta được biết, tiểu tướng quân muốn chính mình chọn lựa thê thất, đây là chúng ta cơ hội. Lão Thái Thái, Hà Thị sợ nhất người không phải phu quân, mà là cái kia lão bất tử, kỹ chỉ huy sứ phi thường hiếu thuận, đắc tội hắn còn có đường sống, đắc tội hắn nương liền chờ xui xẻo đi. Hà Thiên Hộ cảm thấy nàng chui vào rút vào sừng trâu, lại không phải đổ ra lão Thái Thái, làm không được đổ gia chủ, nếu là tiểu tướng quân coi trọng tiểu mạng, chẳng lẽ lão thái thái còn bỏ được ra bên ngoài đẩy, hà thị đôi mắt xoát sáng, nói rất đúng, đến lúc đó, khi một phòng hoàn toàn bị nàng áp cắt gao, lại vô xoay người cơ hội, con trai của nàng sẽ kế thừa kỹ gia cùng trong quân chức vị, nàng nữ nhi sẽ trở thành tây bắc nữ chủ nhân, tôn quý vô song, xem kỹ trừng còn như thế nào kiêu ngạo, nếu đắc tội ngũ hoàng tử phủ, vậy đơn giản đem người làm, không lưu một chút dấu vết nàng cũng là cái tâm tàn nhẫn không từ thủ đoạn, nếu không cũng sẽ không hỗn tốt như vậy. Hà Thiên Hộ đã sớm an bài thường, ta đã phái người làm, nếu chết vào đói dân, liền cùng chúng ta không có một chút quan hệ, ta còn có thể đánh thay người gia báo thù cờ hiệu, hoàn toàn phủi sạch quan hệ. Hà Thị lộ ra tươi cười, đại ca, ngươi vẫn là như vậy đa mưu túc trí, có như vậy một cái ca ca đương giúp đỡ, nàng ở kỹ gia địa vị không gì phá nổi, một đạo dồn dập tiếng bước chân vang lên không hảo không hảo hà thiên hộ nhìn hoảng loạn quản gia giận sôi máu hoảng cái gì dân đói phá cửa tạp chúng ta hà gia đại môn quản gia kinh hoảng thất thố liền lời nói đều nói không lưu loát sắc mặt sợ hãi vạn phần hà thiên hộ huynh muội nhìn nhau hoài nghi chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa quản gia còn không kịp nói cái gì một cái hạ nhân vừa lăn vừa bò xông tới không hảo đại nhân chúng ta phủ đại môn bị tạp khai, dân đói nhóm toàn xông vào, thẳng đến nhà kho đoạt đồ vật, Hà Thiên hộ khí một chân sủy qua đi, phế vật, tất cả đều là phế vật, liền mấy cái dân đói đều ngăn không được, hạ nhân vẫn là một bộ đại họa lâm đầu bộ dáng, đại nhân, không phải mấy cái dân đói, mà là toàn thành dân đói, Hà Thiên hộ, hắn nhất định là nghe lầm, dân đói. Hắn an bài quân cờ cư nhiên phản vệ, là ai làm? Là ai? Hà Thiên Hộ trước tiên phân phó đi xuống, lập tức đem thủ hạ của ta binh lính đều gọi tới, không được thả chạy một cái loạn dân, giết không tha, hôm nay, hắn muốn đại khai sát giới, giết đầu người cuồn cuộn, muốn cho mọi người biết, động hắn Hà Gia kết cục chỉ có một, chính là chết. Giết gà dọa kỹ, nếu không, về sau là cá nhân đều dám mạo phạm Hà Gia, hắn lại như thế nào dừng chân, Hà Thị sắc mặt khó coi, phi thường phẫn nộ, đại ca, tại sao lại như vậy? những cái đó chân đất làm sao dám nàng nhưng thật ra không sợ binh lính vừa đến loạn dân nơi nào là đối thủ nàng tức giận chính là những người đó cư nhiên dám phạm thượng nàng chính là cam châu thành nữ chủ nhân có người cư nhiên xông vào nàng nhà mẹ để giết đốt cướp bóc không muốn sống nữa đây là đối nàng tôn nghiêm mạo phạm hà thiên hộ cho mày là người kia người nào hà thị không nghe hiểu ngũ hoàng tử phủ thị vệ đầu lĩnh Hà Thiên Hộ phía trước phân phó thủ hạ lấy dân đói đương quân cờ đi đối phó những cái đó thị vệ, nhưng hiển nhiên, hắn bị phản đem một quân, không hổ là hoàng tử phủ ra tới, tâm tư chính là thâm trầm, phản ứng rất nhanh đủ nhanh nhẹn, là cái có thù tất báo, đây là hắn phản kích, nhưng đến nay, hắn như cũ không có gặp qua người kia, Hà Thị trong mắt hiện lên một tia hung quang, kia càng không thể làm cho bọn họ tồn tại rời đi cam châu thành, nàng bắt lấy Hà Thiên Hộ cánh tay, ánh mắt âm u, đại ca, điều động ngươi thân tính phong tỏa duyệt lai khách sạn, phóng một phen hỏa, đem bên trong người toàn thiêu chết, vậy chết vô đối chứng, Hà Thiên Hộ có điều cố kỵ, hắn gặp qua càng nhiều, cố kỵ càng nhiều, ta là lo lắng ngầm còn có người, sự tình nếu là để lộ tiếng gió, sẽ có hậu hoạn, Hà Thị lại là cái cả gan làm loạn, nàng không có sợ hãi, sợ cái gì. Khi đó liền đem trách nhiệm đẩy cho bác sở giang tế, nói là bọn họ làm, trời cao hoàng đế xa, chẳng lẽ còn có thể đem chúng ta kêu đi kinh thành hỏi chuyện. Liền tính không sai tới ra, vậy dùng tiền tạp, tạp đến đối phương đứng ở chúng ta bên này, chúng ta chỉ cần hống hảo đều tư phủ cùng kỹ đại nhân thì tốt rồi, kỹ đại nhân không cần lo lắng, liền tính hắn biết, xem ở mấy cái hài tử phân thượng cũng sẽ chết bảo chúng ta, đến nỗi đổ xoái, tâm tư của hắn đều ở trị quân thượng, trị thành không phải hắn am hiểu, là người liền có uy hiếp, đổ soái ở trong quân uy vọng cực cao, bách chiến bách thắng, có quân thần chi xưng, nhưng đối thành vụ liền không đủ khả năng, phải nói tinh lực hữu hạn, không có khả năng mọi thứ đều tinh thông. Đến nỗi đổ tiểu tướng quân, hắn hàng năm ở trong quân rèn luyện, đúng là kiến công lập nghiệp hảo thời điểm, có kỹ chỉ huy sứ cùng đổ xoái ở phía trước chống đỡ, triều đình chẳng lẽ còn sẽ vì mấy cái người chết trở mặt. kia sẽ rét lạnh công thần tâm, lại không phải cái gì hoàng tử, chết mấy cái thị vệ tính cái gì. Hà Thiên Hộ một phách tráng, tuổi càng lớn lá gan càng nhỏ, còn không có một nữ nhân quyết đoán đâu. Hảo, liền nghe ngươi. Sự không chần chờ, ta đây liền phái người đi làm, hai anh em thương lượng như thế nào đem sự tình làm thỏa đáng, như thế nào giải quyết tốt hậu quả, nhưng vào lúc này, quản gia nghiêng ngã lão đảo chạy về tới, không hảo, Hà Thiên Hộ nghe không được này ba chữ, tráng đau lợi hại, lại làm sao vậy, quản gia vẻ mặt hoảng sợ, đại môn bị ngăn chặn, ra không được. Hà Thiên Hộ thật muốn một chân đá bay hắn, ngu xuẩn, đi cửa nách cửa sau, đơn giản như vậy sự tình còn cần ta giáo sao, quản gia điên cuồng lắc đầu, cấp không được, mỗi một cái môn đều ngăn chặn, sự phát đột nhiên, hắn giống không đầu rùi bọ loạn đâm, đã không có ngày thường khôn khéo, Hà Thiên Hộ kinh ngạc vạn phần, đều lấp kín. Loạn dân có này đầu óc sao? Như vậy có tổ chức có thứ tự, muội muội, chúng ta lần này gặp được đối thủ, đối phương phản kích tới như thế mãnh liệt, đánh bọn họ trở tay không kịp. Bất quá, Cường Long không áp địa đầu xà, hắn sẽ dạy cho người kia quy củ, đây là hắn địa bàn, là Cường Long cũng đến cho hắn nằm bò. Đừng hoảng hốt, đi quản gia đình nhóm đều tập trung lên, ta tự mình chỉ huy, lời nói còn chưa nói xong, cách đó không xa ánh lửa tận trời, không hảo, cháy. Hà Thiên Hộ sắc mặt đại biến, đó là nhà kho vị trí, đó là Hà Gia gửi thứ tốt địa phương, mau làm người đi cứu hỏa, mau mau hắn thanh âm đột nhiên im bặt, không dám tin tưởng xoa xoa đôi mắt, có người ở khắp nơi phóng hỏa, nơi nơi là ánh lửa, hắn trong đầu lỗi thời nhớ tới bọn họ huynh muội mưu đồ bí mật sự, tưởng thiêu chết những người đó, nhưng, người kia trước tiên dự phán hắn hành vi, trước tiên một bước, thật đáng sợ tâm kế, Hà Thị kêu sợ hãi một tiếng, đại ca, đó là hoa viên đi, hai anh em nhìn nhau, toàn thấy được tức giận, khí đến hỏng mất. Hai người không màn hình tượng dẫn theo vạt áo chạy như bay qua đi, cái gì đều không rảnh lo, chạy vội tới hoa viên, Hà Thiên Hộ nhìn hừng hực thiêu đốt núi giả, đầu một ngốc, như một chậu nước đá từ đầu tưới hạ, chỉnh trái tim đều lạnh thấu, hắn nổi đi nhằm phía đám cháy, bị hắn trưởng tử ngăn lại, phụ thân, nguy hiểm, Hà Thiên Hộ sắc mặt dữ tợn, hốc mắt đỏ bừng, gần như điên khùng, mau cứu hỏa, Hà Đại Thiếu cũng thực đau lòng, những người đó xông vào nhà hắn đốt giết đánh cướp, đạp hư Hà gia đồ vật, đồng thời cũng đem hà gia thể diện hướng trên mặt đất hung hăng dẫm, nhưng, giữ được tánh mạng mới là quan trọng nhất, phụ thân, bất quá là tòa núi sơn, thiêu hủy liền hủy, chúng ta về sau lại kiến càng tốt. Giữ được trừng xanh thì sợ gì không củi đốt, lăng. Hà thiên hộ cùng loạn đem hà đại thiếu một phen đẩy ra, không màng tất cả nhằm phía đám cháy, hà đại thiếu quăng ngã một cái ngã sấp, dãy dụ bò dậy liền nhìn đến hà thị, ủy khuất cực kỳ, phụ thân, cô cô, phụ thân hắn điên rồi, Hà thị lúc này nơi nào lo lắng an ủi hắn, lẩm bẩm tự nói, núi giả hạ là Hà gia bí mật bảo khố, tất giấu rất nhiều bảo bối, là Hà gia một cái đường lui, nhưng hiện tại bị người liền như vậy hủy hoại, Hà đại thiếu sợ ngây người, hắn cái gì cũng không biết, đúng vậy, Hà gia đại thiếu gia không biết, liền Hà thị huynh muội biết, nhưng chính là như vậy, bị nhân tinh chuẩn tìm ra một phen lửa đốt, vài thập niên tâm huyết a, Hà Thiên hộ trạng nếu điên cuồng tưởng vọt vào đám cháy, nhưng hỏa thế quá lớn, lăng là đem hắn ngăn ở bên ngoài. Hắn gầm lên cứu hỏa, bọn hạ nhân bưng bồn đi bờ sông mang nước, lại chạy về tới bác thủy, trường hợp cực kỳ hỗn loạn. Hơn nữa, đây là cố ý chế tạo núi giả khu vực, quái thạch đá lởm chởm, thông đạo uống lượng quay lại lại hẹp hòi, hảo không hiểm trở, này đối cứu hỏa càng gia tăng rồi khó khăn. Thấy hỏa thế vẫn luôn diệt không xong, Hà Thiên Hộ cấp điên rồi, một phen đoạt lấy hạ nhân trong tay chậu nước tiến lên, lộ quá hẹp hòi, hắn lại lòng nóng như lửa đốt, không biết như thế nào dưới chân vừa trượt, cả người quăng ngã đi ra ngoài, bang một tiếng thật mạnh nện ở nhô lên trên tảng đá, đầu tức khắc huyết như suối phun, đại ca, phụ thân, đại nhân, đột nhiên tới biến cố làm tất cả mọi người ngốc, trường hợp càng rối loạn, hà phủ ngoại, một cái hẻm nhỏ dừng lại một chiếc xe ngựa, một cái mạnh mẽ thân ảnh thoáng lại đây, tiểu thư, làm thỏa đáng mành vén lên một vãn tình nhìn khói đặc thoáng khởi hà phủ nhướng mày không thương đến người đi không có thị vệ nhỏ giọng bẩm ta sấn loạn phóng hỏa khi là tránh người nhìn không ai mới phóng những cái đó dân đói cầm đồ vật đã từ cửa sau chạy tiểu dĩ ca bọn họ đem người mang đi chợ chung đồ vật vừa ra tay liền không có chứng minh thực tế hắn trách nhiệm là phóng hỏa yểm hộ những cái đó dân đói an toàn rời đi những người khác cắt có nhiệm vụ một vãn tình khẽ gật đầu đánh chính là một cái tiếng công chớp nhoáng, đi vào liền phong bế sở hữu môn, đem cục diện khống chế được. Tiếp theo liền mục tiêu minh sát xông vào nhà kho, một người đoạt một thứ liền sau này môn chạy, có người tiếp ứng, không thương cập vô tội, cũng không giết người. Giết ai đâu, hạ nhân là vô tội, sát quan viên muốn di tộc. Hơn nữa, một khi mở ra sát quan viên hình thức, tựa như mở ra chiếc hộp Pandora, có một số việc liền khống chế không được, vẫn là câu nói kia, dân đói cùng bạo dân chỉ có một đường chi cách bạo động trước nay đều không phải giải quyết vấn đề tốt nhất lựa chọn sát giới không thể khai nếu không học theo tòa thành này hoàn toàn rối loạn chiến tranh nhất bị thương tổn vĩnh viễn là bình dân bá tánh một phản tình hơi hơi gật đầu quan ấn đâu a à, thị vệ một phát đầu thiếu chút nữa đã quên hắn hai tay dâng lên một khối quan ấn là từ hà gia ngoại thư phòng trộn đạo ra tới ngài như thế nào biết hà thiên hộ quan ấn giấu ở trên tường tranh chữ sau ám thế một vãn tình cầm nặng triệu quan ấn cười mà không nói, đây mới là nàng chuyến này cuối cùng mục tiêu, hết thảy đều như nàng sở liệu, đến nỗi tin tức, tự nhiên là kỹ đại tiểu thư cung cấp, đừng nhìn kỹ đại tiểu thư trước nay không đăng quá hà gia đại môn, nhưng đối hà gia cách cục rõ như lòng bàn tay, có thể thấy được, nhất hiểu biết ngươi người vĩnh viễn là đối thủ, nàng xa xa nhìn đến một đám người dục ngựa chạy như điên lại đây, khóe miệng hơi hơi cong lên, có người tới, ngươi cầm quan ấn qua đi, liền nói như vậy, một đám binh lính vội vã đuổi tới hà gia cổng lớn, nhảy xuống ngựa liền phải hướng bên trong hướng, di, đại môn khóa lại, bọn họ cùng chụp đại môn, nhưng không có người tới mở cửa. Ngô Bách hộ, đây là tình huống như thế nào? Chúng ta muốn tông cửa sao? Bọn họ đều là hà thiên hộ thủ hạ, nghe nói hà phủ đã xảy ra chuyện, sôi nổi cưỡi ngựa chạy tới chi viện. Ngô Bách hộ chần chờ một chút, không biết bên trong là tình huống như thế nào bọn họ không có nhận được thủ lệnh tự tiện hành động đã là vi chế nếu là tự tiện xông vào sự tình không phải bọn họ tưởng tượng như vậy bọn họ nên như thế nào giao đãi hắn đơn giản dương giọng kêu to hà đại nhân hà đại nhân ngài có khỏe không là đi vào là ở bên ngoài chờ chạy nhanh cho bọn hắn một cái lời chắc chắn đi hà đại nhân có lệnh một thanh âm ở sau người vang lên đại gia động tác nhất trí quay đầu lại chỉ thấy một người tuổi trẻ nhân thủ cầm hà đại nhân quan ấn mà đến nhịn không được vội vàng hỏi hà đại nhân nói như thế nào thị vệ tự nhiên hào phóng quan tướng ấn thu hồi tới đại nhân nói đang ở đóng cửa đánh chó hết thảy đều ở hắn khống chế trung đợi lát nữa mặc kệ phát sinh chuyện gì đều phải làm bộ không biết hắn cử chỉ quá tự nhiên hơn nữa hà thiên hộ ngày thường hành sự xác thật là cái này giọng vĩnh viễn một bộ cao nhân nhất đẳng hắn so người khác thông minh có khả năng bộ dáng bọn lính nhìn nhau, hảo sao, đúng vậy, thị vệ truyền xong lời nói liền chạy, một vãn tình cũng không có nhiều dừng lại, thông tri thẩm vĩnh, mang theo hóa đi chợ chung, chúng ta ở bên kia hội hợp, thị vệ sửng sốt một chút, tiểu thư, chợ chung hôm nay không khai, phải chờ tới hậu thiên, một vãn tình thưởng thức quan ấn, cầm quan ấn đi nha môn đi một chuyến, phát một hồi bố cáo, trước tiên khai trương, ngày liền định ở hôm nay, ta vừa rồi xem qua. Đại bộ phận thương hộ đều tới rồi, Tùy thời có thể khai trương, thị vệ bừng tỉnh đại ngộ. Tam tiểu thư vừa rồi đi đi dừng dừng, chính là ở quan sát cái này nha. Không hổ là thần giống nhau một tam tiểu thư, đại bộ phận người đi một bước xem một bước, mà nàng đi một bước xem mười bước, kế sách chồng chất. Đúng vậy, bọn họ đoàn người phân công nhau hành sự, mà Ngô Bách Hộ đoàn người không dám rời đi, ở Hà Gia cổng lớn vẫn luôn chờ a à chờ, đợi đã lâu mới chờ đến đại môn mở ra. Mấy cái hạ nhân nghiêng ngả lão đảo chạy ra. Phi đầu tán phát, quần áo lộn xộn, mặt xám mày tro, chật vật bất kham, đem trong thành đại phu đều gọi tới, động tác mau, Ngô Bách hộ chạy nhanh tiến lên, quản gia, đây là làm sao vậy? Quản gia một phen nhéo hắn quần áo, đầy mặt đỏ bừng, phẫn nộ thẳng phun hỏa, các ngươi như thế nào mới đến? A, à, Ngô Bách hộ ngây ngẩn cả người, không phải nói, làm chúng ta canh giữ ở bên ngoài, không được xông vào sao? Quản gia không hiểu ra sao, cái gì gia đình không kiên nhẫn kêu to, trước đừng nói nữa, quan trọng nhất chính là tìm đại phu, đem tốt nhất đại phu đều gọi tới, ngô bách hộ duỗi trường cổ hướng trong xem, lại không dám xông vào, trước thăm thăm hạ nhân khẩu phong, đại nhân lúc này đang làm gì? Bạo dân đều bắt được đi, kỹ đại nhân đi tuần khi có thể đem cam châu thành lớn nhỏ sự đều giao thác cấp hà thiên hộ, hà thiên hộ là có chút ít bản lĩnh. Sửa trị một ít bạo dân là dễ như trở bàn tay sự, ai ngờ, quản gia hốc mắt đỏ lên, đại nhân té ngã một cái, quăng ngã ngất đi rồi, mọi người, này liền thái quá, còn có càng kỳ quái hơn sự chờ bọn họ, khai trương. Làm bằng sắt bất động một tuần một lần chợ chung trước tiên. Toàn thành oanh động, chợ chung một khai, nghe tin tới rồi người nhanh chóng đem quầy hàng tể bạo, bác sở cùng Tây Vu Tiểu Thương liền chậm một bước, chờ bọn họ tới rồi khi, hảo vị trí đã bị chiếm hết, bất quá, không quan hệ bọn họ chính là lại đây đổi hóa trong khoảng thời gian ngắn khí thế ngất trời có hai cái quầy hàng đặc biệt được hoan nghênh một cái là bán tạp hóa thương phẩm hoa hòe lòe loẹt tinh xảo lại xa hoa không được hoàn mỹ chính là củ hóa di đây là thứ tốt a à. một cái bắt sở tiểu thương ngồi sổng xuống nhìn xem kim đỉnh lư hương nhìn xem ngà voi phiến lại nhìn xem đỏ rực nửa người cao cây sang hô nhiều vô số đều là cực kỳ khó được bảo bối tiểu thương yêu thích không buông tay này bán thế nào? đồ vật là từ đâu ra? đồng dạng ngồi xổm trên mặt đất giả mạo quán chủ thị vệ thần sắc lãnh đạm, không cần hỏi nhiều, tưởng mua liền mua, không nghĩ mua liền tính, đơn bán một kiện một ngàn lượng, đóng gói dưới hai mươi vạn, không tiếp thu trả giá. vài xe đồ vật đâu, đóng gói cùng nhau bán mới hai mươi vạn, khẳng định là tiện nghi. Bác sở tiểu thương tự biết đồ vật lai lịch bất chính, nhưng có quan hệ gì đâu, chỉ cần ít lợi cũng đủ, cái gì đều dám làm a? À hắn linh cơ vừa động, lập tức gọi tới nhất bang đồng hành, cùng nhau ra tiền mua, đến nỗi như thế nào phân, là bọn họ sự, thì vệ cầm tiền liền chạy, ở ước định chỗ tối tìm được những cái đó dân đói, một người phát 10 lượng bạc, cầm tiền liền chạy nhanh đi mua ăn, nhớ kỹ, đều nhắm lại miệng bảo mật, lạng ở trong bụng, nếu không ai đều cứu không được các ngươi. Tốt nhất là mang theo người nhà rời đi, đổi tòa thành trì trọng tới, dân đói nhóm liều mạng gật đầu, gấp không chờ nổi lấy tiền chạy lấy người, có này một số tiền đi nơi nào không được nha. Một cái khác quầy hàng thượng nấu một nồi trà, cảm thấy hứng thú đều có thể uống một chén, mọi người đều tò mò nếm nếm, ngoài dự đoán hương thuần, đây là này khối đen tuyền đồ vật nấu ra tới, thị vệ ra sức giải thích, cái này kêu trà bánh, trải qua đặc thù công nghệ chế thành, phương tiện chứa đựng, hơn nữa này trà bánh càng trần hương vị càng hương, đây là nhà ta độc môn bí pháp. Lá trà đối thảo nguyên dân chăn nuôi tới nói là nhu yếu phẩm, mỗi ngày ăn xong dê bò đều phải tới thượng một chén, thanh thanh dạ dày, cho nên, tiêu hao lượng đặc biệt đại, vừa nghe nhiều như vậy chỗ tốt, giá cả cũng so tưởng tượng trung tiện nghi, kia còn chờ cái gì, ngươi muốn một vạn cân, ta muốn hai vạn cân, thực mau liền đem này một đám trà bánh phân xong rồi, thị vệ lại lấy ra thượng phẩm trà, ra sức thét to, này lá trà là áp đáy hồng bảo bối, chúng ta phí sức của chính trâu hai hổ cũng liền thu được mấy ngàn cân đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ một năm chỉ này một lần cơ hội này xem như hàng xa xỉ nhưng cũng không thiếu thị trường mặc kệ nơi nào đều có quyền quý bọn họ hưởng dụng tốt nhất hết thảy một cái khác quầy hàng thượng là các màu vải dệt có tốt nhất tơ lụa cũng có giống nhau tố y áo tang chủng loại phồn đa giang nam tốt nhất tơ lụa thử xem này xúc cảm mượt mà như sữa bò tơ lụa dày đặt lại khinh bạc, chúng ta đi khắp gian nam nơi sản sinh, cũng liền vơ vét đến này đó, chúng ta dùng đồ vật cùng ngươi đổi, chúng ta có ngưu dưỡng thịt, nải chế phẩm, thì vệ khẽ lắc đầu, nhìn về phía trong đám người tiểu thương nhóm, ai cùng bọn họ thay đổi. Lại cùng chúng ta giao dịch, chúng ta chỉ cần ngân phiếu, tam tiểu thư nói, bạc đều không cần, như vậy tam phương trao đổi, cũng là một cái phương án, mọi người đều đồng ý, chính là có chút không thể lý giải các ngươi vì cái gì chỉ cần ngân phiếu giống loại này thảm lông gia thảo cầm đi kinh thành bán có thể phiên vài lần thị vệ chỉ cười không nói bọn họ mang đều là khang hiếm phẩm phẩm chất cũng tương đương không tồi giá cả vừa phải hơn nữa đây là ăn tết trước cuối cùng một lần chợ chung ăn tết trước nhiều bị hóa là một loại thái độ bình thường cho nên nhu cầu lượng đặc biệt đại bọn họ đuổi kịp hảo thời điểm cho nên một ngày liền đem hóa ra xong rồi tiền bao tức khắc cổ lên nhiều làm đầu người vận hoa mắt một vãn tình cũng không có nhàn rỗi, chọn một ít thiết yếu vật tư, chia làm mấy phân, chờ tiền một bắt được, nàng dựa theo trước đó hiệp nghị, đem tiền đều phân đi xuống, tính cả từ hà thiên hộ trong tay xảo trá tới tiền cũng hết thảy phân rớt, thẩm vĩnh bắt được một chồng thật dày ngân phiếu, lòng tràn đầy vui mừng, đếm lại số, gần 10 vạn đâu, hắn cả nhà đời này ăn uống không lo, này một chuyến thật giá trị, mỗi người trên mặt tràn đầy vui vẻ tươi cười, phát tài, phát tài một vãn tình cũng phân tới rồi một bút nàng thật là kiếm tiền kiếm được nương tay kim ngạch đều đúng không thẩm vĩnh cười thoải mái không thôi đúng 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 ngày sao có thể làm lỗi ngài chính là thiên tài nha một vãn tình hơi hơi gật đầu vậy hành chúng ta liền ở chỗ này chia tay đi cái gì bọn thị vệ tươi cười cứng lại rồi một vãn tình nhìn chung quanh bốn phía thần sắc đạm nhiên năm đó nói tốt kiếm lời một phiếu sau ai đi đường nấy hiện giờ đường xá tới rồi chung điểm, đại gia nên kiếm tiền đều kiếm lời, tới rồi tách ra thời điểm, ta chúc các vị phú quý bình an, cả đời hỉ nhạc, thẩm vĩnh trong lòng dân lên một cổ mãnh liệt mất mát, tiểu thư, ngươi mặc kệ chúng ta, ta lại không phải các ngươi người nào, không có chuyện gì sao quản các ngươi. Một vãn tình khóe miệng trừ trừ, những người này có phải hay không đã quên chính mình thân phận, các ngươi nên trở về kinh thành, ta cũng nên đi lương thành, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc thẩm vĩnh cùng các đồng bạn hai mặt nhìn nhau nói không nên lời rối rắm liền các ngươi huynh muội ba người trở về này một đường không an toàn không bằng chúng ta hộ tống ngươi đến lương thành lại rời đi đại gia sôi nổi hưởng ứng đúng đúng liền như vậy làm mấy ngày nay đi theo một vãn tình hỗn hung hăng kiếm lời một tuyệt bút tiền quan trọng nhất chính là bọn họ ở một vãn tình bên người cảm nhận được xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn đúng vậy cảm giác an toàn là một cái tay vô đắp gà chi lực nữ hài tử mang cho bọn họ có điểm buồn cười lại là chân thật cảm ơn các ngươi hảo ý ta tâm lãnh một vãn tình nhẹ giọng nhắc nhở nói bất quá các ngươi chạy nhanh trở về sấn ngũ hoàng tử còn không có làm thanh trạng huống trước đem người nhà bí mật tiếp đi tùy tiện tìm một tòa thích thành định cư mai danh ẩn tích một đoạn thời gian chờ nổi bật qua lại nói động tác nhất định phải mau đánh một cái thời gian kém minh bạch sao bọn họ đánh ngũ hoàng tử danh hào giảo phong giảo vũ, thời gian dài, tự nhiên mà vậy sẽ bại lộ, đến lúc đó chính là diệt môn tai nạn, mọi người tâm rùng mình, minh bạch, một vãn tình gom lại lông xù xù cổ áo, mảnh khảnh ngón tay trắng nõn, đều đi thôi, sấn kỹ chỉ huy sứ còn không có trở về, hà thiên hộ còn không có phản ứng lại đây, quyền lực chân không khi, chính là chúng ta thoát thân tốt nhất thời cơ, một người thị vệ buộc miệng thốt ra, không đem hà gia ném đi hắn còn tưởng đi theo tam tiểu thư đại làm một hồi đâu, đi theo tam tiểu thư làm quá có ý tứ, một vãn tình nhịn không được cười, nói cái gì ngốc lời nói. Chúng ta mới bao nhiêu người, cam châu ngoài thành đóng quân thượng vạn binh lính, chỉ cần hà thiên hộ ra lệnh một tiếng, chúng ta có chấp cánh cũng không thể bay, thẩm vĩnh tráng lá gan nói, hắn có nhược điểm dừng ở chúng ta trong tay, sợ cái gì, con của hắn nhận tội thư, hắn quan ấn, đều là nhược điểm. Một vãn tình cảm thấy bọn họ vẫn là thiên chân, không giống nàng, trải qua quá tin tức nổ mạnh, nhân tính có bao nhiêu hắc ám nàng quá rõ ràng. Hà gia ở chỗ này kinh doanh nhiều năm, rắc rối khó gỡ, cùng rất nhiều nhân gia ít lợi tương quan, lại có kỹ gia chống lưng, có thể nói tại đây tòa thành một tay che trời, bá tánh ý tưởng quan trọng sao, thẩm vĩnh có chút không cam lòng, liền như vậy buông tha bọn họ. Bọn họ đều không phải cái gì thứ tốt, một vãn tình nhàn nhạt nói, kỹ gia một ngày không ngã, hà gia liền đảo không được, nhưng kỹ gia nhiều thế hệ đều là đổ gia bộ hạ, trung tâm như một, còn kiêu dũng thiện chiến, đánh tiểu xong tới lão, không đáng, cho nên, chỉ cần có thể đánh, có thể giữ được ranh giới, còn trung thành và tận tâm, đổ gia liền sẽ lực bảo, hoàng thượng cũng chỉ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, con người không hoàng mỹ, thủy thanh tắc vô cá, mà nàng, lại không phải sinh tử tồn vong hết sức, vì cái gì muốn kiêu chiến này đó đầu sỏ, không cần thiết, thật sự không cần thiết, nói nữa ai có thể bảo đảm thay tới nhất định là cái tốt nàng vĩnh viễn thanh tĩnh đáng sợ thẩm vĩnh một bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau cũng đúng liền nghe tam tiểu thư trước khi đi một vãn tình còn cho bọn hắn an bài rõ ràng đều sửa một chút trang phục ra vẻ người làm ăn hỗn loạn ở trong đám người thật sự không được liền tìm quan phủ xin giúp đỡ đem sự tình nháo đại làm cho bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ biết không trước sau vẹn toàn đi đã biết có người hốc mắt đỏ cứ như vậy, binh phân ba đường, bọn thị vệ trở lại kinh thành, tiêu cục người về nhà, một vãn tình tam huynh muội đi lương thành, nhanh chóng biến mất ở trong đám người. Cam Châu Thành, Hà Thiên Hộ hôn mê hai ngày sau tỉnh lại, trước tiên chính là chạy đến duyệt lai khách sạn bắt người, nhưng, người đi nhà trống, hắn lấy tróc nã gian tế vì danh phong tỏa cửa thành, suốt đêm từng nhà gõ mở cửa điều tra, nhưng, như cũ không thu hoạch được gì, đừng nói một vãn tình đoàn người biến mất vô tung vô ảnh những cái đó bạo dân cũng không có bắt được một cái điều tra một đêm sau có người bẩm đại nhân những người đó đi chợ chung bọn họ đi chợ chung làm gì chẳng lẽ là trao đổi tình báo hắn tìm lấy cớ nói một trăm lần liền chính hắn đều tin thông tri đi xuống chợ biên giới ta muốn nghiêm tra thủ hạ nhược nhược nói hôm nay đã kết thúc tiểu thương nhóm có chút ngày hôm qua liền đi rồi bởi vì tới gần năm đầu đại gia làm xong sinh ý liền lòng nóng như lửa đốt vội vàng trở về. Đương nhiên, cũng là vì Cam Châu thành đại loạn, làm người bất an, chạy nhanh chạy đi. Hà Thiên hộ ngốc, ba ngày chợ chung, hôm nay mới bắt đầu, thủ hạ vẻ mặt mờ mịt, trước tiên hai ngày khai trương, Hà Thiên hộ cảm giác hết thảy đều mất đi khống chế, không cấm bạo nộ, ngươi nói cái gì? Ai cho phép? Là ai, thủ hạ càng kỳ quái, là ngài nha, ngài. Thương còn không có hảo có phải hay không thương đến đầu óc đương sự vĩnh viễn là cuối cùng một cái biết đến người khác đều cho rằng hắn biết hà thiên hộ cả người đều ngốc rớt sao có thể hắn trong đầu hiện lên một ý niệm bay nhanh chạy về phía thư phòng thư phòng một mảnh bừa bãi hắn run rẩy tay cầm tiếp theo bức họa mở ra mặt sau ám thế không tốt quan ấn không thấy lại một cái bảo kích đánh hắn trước mắt từng đợt biến thành màu đen mất đi quan ấn là tội lớn muốn bị kiện bên ngoài truyền đến hạ nhân bẩm báo thanh, kỹ đại nhân trở về thành, triệu ngài lập tức qua đi, hà thiên hộ sắc mặt biến đổi, hít sâu một hơi, tính toán đổi thân quần áo lại đi, nhưng chần chờ một chút, liền như vậy vội vàng chạy tới nơi, kỹ chỉ huy sứ nhìn râu ria xồm xoàm, sắc mặt tái nhợt, y sấn nhíu nhíu, trên đầu băng bó anh em vợ, mày nhíu lại, ngươi là nói, ngươi cùng ngũ hoàng tử phủ thị vệ đấu một hồi, đấu thua. Hà Thiên Hộ hổ thẹn khó làm, là thuộc hạ vô năng, liền quan ấn đều bị sờ đi rồi, bọn họ đối ta trong phủ rõ như lòng bàn tay, ta không thể không hoài nghi, chúng ta hà phủ có nội gian, hơn nữa, chúng ta hà phủ chỉ là một cái cờ hiệu, bọn họ là hạng trang múa kiếm ý ở phái công, mục tiêu là ngài A, kỹ chỉ huy sứ nhớ mày, nhìn không ra là tin, vẫn là không tin. Ta trước nay không cùng ngũ hoàng tử kết quá oán, căn bản không quen biết, hắn trước nay không đi qua kinh thành, nhân gia là mắt cao hơn đỉnh hoàng tử, đâu ra thù hận hà thiên hộ vẽ mặt khuôn mặt u sầu ta đoán là tưởng trước tìm được bọn quan viên nhược điểm sau đó bắt chẹt tùy ý hắn bài bố đây là chính ngươi đoán kỷ chỉ huy sứ cầm lấy chén trà uống một ngụm vẫn là ngươi có cái gì chứng cứ hà thiên hộ mây đen gắn đầy ta có chính thành nắm chắc nếu không làm gì lấy đi quan ấn đây là áp chế a à. hơn nữa hắn muốn nói lại thôi không dám nói lời nào kỷ chỉ huy sứ thực không kiên nhẫn nói Hà Thiên Hộ lắp bắp mắt lẻo, đại tiểu thư. Tự hồ cùng những người đó hợp tác rồi, đánh rắm. Kỷ chỉ huy sứ giận tím mặt, cầm lấy bát trà hung hăng tạp qua đi, phẫn nộ chất vấn, ta thân sinh nữ nhi bán đứng ta có chỗ tốt gì. a, à, Hà Thiên Hộ không dám trốn, bị tạp vừa vặn, cái trán lại đổ máu, ta, ta không phải ý tứ này, bên ngoài truyền đến một cái thanh thúy thanh âm, phụ thân, ta có chuyện quan trọng, có thể tiến vào sao, vào đi. Kỷ chỉ huy sứ lại biến vẻ mặt ôn hòa Kỷ trừng đôi tay dơ một phong thơ Phụ thân, vị kia cho ngài để lại một phong thơ Kỷ chỉ huy sứ tiếp nhận tin Nhìn thoáng qua phong khẩu Là phong kính Hắn hủy đi, lấy ra bên trong tin Đập vào mắt chính là một tay tú lệ chữ nhỏ Kỷ tướng quân Ta vô tình cùng ngài là địch Cũng không ý đắc tội với người Bất đắc dĩ ngươi anh vợ cùng phu nhân lại xuẩn lại hư Đầu tiên là công phu sư tử ngoạm Lại muốn phóng hỏa thiêu chết ta Vậy ngượng ngùng, bọn họ làm mùng 1, ta liền làm 15, thiêu bọn họ hang ổ, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp xong xuôi, còn viết đặc biệt bạch, ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự, tại đây cố ý thuyết minh một chút, chỉ do cá nhân ân oán, hy vọng không cần bay lên đến địa phương cùng kinh thành chi gian mâu thuẫn, đương nhiên, nếu ngươi khăng khăng phải vì kia hai cái ngu xuẩn báo thù, ta đây cũng rất vui lòng phụng bồi, cùng thiên đấu cùng địa đấu vui sướng vô cùng, cùng người đấu vui sướng vô cùng chú, một, đưa ngươi nhìn đến này phong thư khi, ta đã ở ngàn dặm ở ngoài, nhưng tùy thời chú ý cam châu thành động tĩnh, cuối cùng, ta tưởng nói một câu, chợ chung làm hà thiên hộ quản lý thật là đạp hư, rõ ràng có thể mượn này cơ hội chế tạo một cái phồn hoa tựa cẩm tây bắc đệ nhất thành, mỗi năm có thể nộp lên ngàn vạn lượng thu nhập từ thuế, đáng tiếc, quá đáng tiếc, cũng có bảo sơn sẽ không dùng, ngu xuẩn a. À, hắn nhìn cuối cùng lạc khoảng, thanh thiên, hắn khóe miệng trừu trừu, thanh thiên đây là ám chỉ chính mình là thanh thiên đại lão gia. Vẫn là ám chỉ chính mình là không sai. Hà Thiên Hộ, ngươi nhưng đem người đắc tội quá mức, hắn lại xem anh vợ khi, không biết như thế nào, trong đầu hiện lên hai cái chữ to, ngu xuẩn. Hà Thiên Hộ lần này mệt quá lớn, hận không thể lập tức vãn hồi này một ván, đại nhân, trước mắt là nghĩ cách đem người bắt lấy, trăng đe cảnh cáo, kỹ chỉ huy sứ không tiếng động thở dài, mọi việc liền sợ có cái đối lập, phía trước hắn cảm thấy anh vợ là cái người thông minh, tuy rằng quá tham, nhưng, lúc này đây, nhân gia đem hắn chơi xoay quanh, đùa bẩn với vỗ tay chi gian, ngươi bắt không được hắn, hắn đã sớm chạy thật xa, Hà Thiên Hộ mắt lộ ra hung quang, vậy gửi công văn đi cấp các trạm kiểm soát, đem người chặn đứng, kỹ chỉ huy sứ không tỏ ý kiến, đó là một cái người nào, Hà Thiên Hộ cưỡng chế tức giận, nhìn kỹ trừng liếc mắt một cái, ta chưa thấy qua. Đại tiểu thư gặp qua người nọ, kỹ trừng như là không có việc gì người, mắt nhìn thẳng, ngươi chưa thấy qua. Kỹ chỉ huy sứ nghiền ngẫm cười cười, không lộ mặt liền đem cam châu thành phiên cái đế hướng lên trời, còn có thể toàn thân mà lui, nhân vật như vậy đương đối thủ thật là đáng sợ. Hà Thiên Hộ mặt nóng rác năng, miệng còn rất ngạnh, hắn ở trong tối ta ở minh, có tâm tính vô tâm, tự nhiên là hắn chiếm thượng phong, nhưng ta tin tưởng, ở ta có chuẩn bị dưới tình huống, hắn nhất định sẽ thua thực thảm, hắn dừng một chút, huống chi hắn còn có nội tuyến hắn lại đem đầu mô nhắm ngay kỹ trừng nhưng không dám nói quá bạch kỹ chỉ huy sứ nghe ra tới có chút nghị oai trừng nhi nói nói người nọ kỹ trừng há miệng thở dốc lại đem lời nói nuốt trở vào nhìn hà thiên hộ liếc mắt một cái kỹ chỉ huy sứ xem ở trong mắt phất phất tay hà thiên hộ ngươi trước tiên lui hạ hà thiên hộ trong lòng khí muốn chết ngày thường uống rượu xưng huynh gọi đệ nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là nữ nhi thân thiết hơn hắn bốn cái cháu ngoại đều phải xếp hạng kỹ đại tiểu thư lúc sau, nghẹn khuất, chờ hắn đi rồi, kỹ trừng mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, đàm tiếu chi gian, tường lỗ hôi phi yên diệt, kỹ chỉ huy sứ kinh ngạc vạn phần, như vậy cao đánh giá cư nhiên xuất từ hắn tâm cao khí ngạo nữ nhi chi khẩu, hắn càng thêm tò mò, thực sự có như vậy lợi hại, kỹ trừng từ trước đến nay thân cận phụ thân, có việc đều sẽ nói thẳng, hà thiên hộ dẫn dân đói đối phó hắn. Muốn cho hắn chết vào loạn dân tay, mà hắn tương kế tự kế, nói mấy câu liền đem toàn thành dân đói mang đi đánh sâu vào Hà Phủ, sấn loạn lấy đi rồi quan ấn, bắt được quan ấn chuyện thứ nhất, chính là tuyên bố bố cáo, trước tiên khai trương, hắn đem hóa ra rất sau trước tiên rời đi Cam Châu Thành, Hà Thiên Hộ phong tỏa cửa thành khi, nhân gia đã sớm chạy thật xa, kỹ chỉ huy sứ đã làm người đi tra xét, nhưng còn không có ra kết quả, người đều biết, hắn mượn nương tử quân chi khẩu nói cho ta, nói, đây là hắn thành ý. Kỷ trừng đối một vãn tình là rất bội phục, có chút người trời sinh chính là lấp lánh sáng lên, phụ thân, hắn người này phi thường có thủ đoạn, nhưng tâm địa thực hảo, Hà Phủ không ai thương vong, Nga, Hà Thiên Hộ là chính mình quan ngã vượng, khả năng ông trời xem hắn không vừa mắt, kỷ chỉ huy sứ mặt mặt, hắn là mang theo hóa tới Cam Châu Thành, kỷ trừng tuy rằng không có ra mặt, nhưng chợ chung trước tiên như vậy đại sự sao có thể không biết, đúng vậy, hóa rất nhiều, lúc này đây hẳn là kiếm lời gần trăm vạn lượng bạc đương nhiên còn không có xóa phí tổn kỹ chỉ huy sứ dù cho gặp qua càng nhiều bạc nhưng vẫn là kinh tới rồi trăm vạn lượng như vậy làm yêu còn không quên kiếm tiền thật là nhân tài a à. kỹ trừng khẽ gật đầu lúc ấy nàng liền ở hiện trường tận mắt nhìn thấy đúng vậy hắn đỉnh đầu có tốt nhất lá trà vải vóc còn có thần kỳ trà bánh sở hữu hóa bị một đoạt mà không nàng lấy ra một khối trà bánh là cái này còn rất thần kỳ lấy một chút là có thể uống ta tới phao cho ngài uống, nàng tự mình động thủ, phao một hồ trà, để nhất ly đôi tay phủng cấp kỹ chỉ huy sứ, kỹ chỉ huy sứ nếm nếm, lập tức ngộ tới rồi này trà bánh chỗ tốt, vậy ngươi cảm thấy, hắn là người nào, người làm ăn? Không tính, hắn càng giống quân sư, nhưng năm ấy kỹ. Kỹ trừng hồi tưởng khởi chỉ có gặp mặt một lần thiếu niên, nhìn thường thường vô kỳ, kỳ thật quan mang vạn trượng, quá già rồi. Tuổi đại kinh nghiệm phong phú, nhà có một lão như có một bảo kỹ trừng mặt mặt so với ta tiểu nhiều kỹ chỉ huy sứ ngũ hoàng tử phủ lệnh bài xác nhận là thật sự là thật sự kỹ trừng chính mắt chứng kiến quá kỹ chỉ huy sứ lâm vào trầm tư trung kỹ trừng không dám quấy rầy hắn qua một hồi lâu kỹ chỉ huy sứ mới lấy lại tinh thần vậy thử xem hắn bản lĩnh nếu hắn thật có thể từ ta bày ra thiên la địa võng bỏ chạy kia việc này liền đến đây là ngăn kỹ trừng tâm nhắc lên kia không thể đâu trảo trở về cho ta đương quân sư, cho ta quản lý chợ chung. Hắn đảo muốn nhìn một chút như thế nào mới có thể thu nhập từ thuế ngàn vạn, kỹ trừng khóe miệng co giật, hảo sao, bắt người là giả, coi trọng nhân gia bản lĩnh là thật, nàng cố ý nói, Hà Thiên Hộ sẽ không cao hứng, cái kia ngu xuẩn ai quản hắn cao hứng không, kỹ trừng ngây ngẩn cả người, này thái độ không thích hợp a. À, trước kia nhưng không có như vậy chói lọi ghét bỏ, bên ngoài, Hà Thiên Hộ chờ thực nóng vội, ở trong sân tới tới lui lui đi. Hà Thị mang theo nha hoàng lại đây, đại ca, ngươi như thế nào ở chỗ này, bọn họ cha con hai có chuyện nói, Hà Thị hừ lạnh một tiếng, đáy lòng mạo toan khí, dương giọng kêu lên, đại nhân, thiếp thân mang theo thân thủ làm canh, ngài thưởng cái mặt đi, nàng thanh âm kiều mị cực kỳ, một phen tiếp nhận nha hoàng trong tay canh, thước tha lả lướt hướng đi thư phòng, cửa phòng mở ra, kỹ sai sử huy bình tĩnh nhìn nàng, lại không chịu khống chế hiện lên tinh trung đánh giá lại xuẩn lại hư, không thể không nói, này phong thư quá tư sống, quá có sức cuốn hút. Hà thị quyến rũ đi lên trước, đại nhân, thiếp thân lần này bị cực đại kinh hách, thiếu chút nữa bị lửa đốt, thật là đáng sợ, ngài nhất định phải làm thiếp thân ra một hơi, ở ngài trị hạ ra như vậy cùng đồ, chết một trăm lần đều không đủ, xác thật đủ độc. Kỹ chỉ huy sứ hít sâu một hơi, người tới, cấp các trạm kiểm soát gửi công văn đi thư, tập nã, hắn quay đầu nhìn về phía Hà Thiên Hộ, hắn gọi là gì, Hà Thiên Hộ đầu tiên là vui vẻ, sau là sửng sốt, không biết, hảo sao, giao thủ nửa ngày, đối phương đưa bọn họ đế đều sờ thấu, bọn họ cư nhiên không biết đối phương gọi là gì, không thua mới là lạ, tên không quan trọng, hiện lấy một cái, tập nã kỹ gia nhân đoàn người, nhớ kỹ, không thể thương bọn họ tánh mạng, kỹ gia nhân, kỹ gia người. kỹ Trừng đã không biết nên nói cái gì hảo, Hà Thiên Hộ huynh muội cũng không biết kỹ chỉ huy sứ tâm tư, còn nói là thế bọn họ hết giận trong lòng phá lệ đắc ý bọn họ đã tưởng hảo đem người bắt được sau như thế nào tra tấn người đáng tiếc bọn họ chú định không thể như nguyện một phản tình đổi về nữ trang sơ biên quan thiếu nữ thích nhất kiểu tóc sống thoát thoát một cái địa phương cô nương một gia huynh đệ cũng thay đổi đương trường nam tử phục sức thay phiên giá xong thừa xe ngựa ngày đêm kim trình dọc theo đường đi trải qua rất nhiều lần kiểm tra mỗi một lần nhìn đến bọn họ huynh muội ba người liền qua loa đi cái lưu trình một vãng tình biên thân thế thiên y vô phùng nhẹ nhàng liền xông qua một đám trạm kiểm soát gió lạnh lẫm lẫm bên trong xe ngựa ấm áp như xuân một vãng tình nhàn rỗi không có chuyện gì mân mê các loại mỹ thực nải canh nải bánh pho mát trà sữa nải đậu hủ ván sữa tử mọi thứ đều ăn ngon ăn một gia hai anh em đều béo một vòng một tử ngang ăn nộn nộn, nộn nải đậu hủ mi mắt cong cong vẻ mặt hạnh phúc đều nói biên quan khổ hàng vật tư thiếu thốn nhưng rõ ràng có nhiều như vậy mỹ thực nha đó là ta tay nghề hảo một bản tình đương nhân không nhận khoe khoang một đợt muội muội nói rất đúng một tử ngang là cái rộng rãi ái cười ăn ăn uống uống nhật tử quá rất tiêu dao chính là những cái đó trạm kiểm soát rất phiền nhân lần lượt kiểm tra thực hư cũng không biết cha mẹ thế nào quá hảo bất quá chúng ta ăn tết đều không có bồi ở bọn họ bên người ai một vãn tình cũng không có biện pháp, cái này không chịu nàng khống chế, có thể bồi bọn họ quá tết nguyên tiêu. Một tử ngang ánh mắt sáng lên, lôi kéo đầu gối thảm lông, vô cùng cao hứng nói, nguyên tiêu ăn bánh trôi, muội muội, ta thích ăn nhân mè đen. Một vãn tình dở khóc dở cười, hắn như thế nào tổng có thể liên tưởng đến ăn. Hành, ta nhớ kỹ, đang ở đánh xe một tử thành xoay đầu, ta thích ăn bánh đậu nhân, hảo hảo, đều có. Một tử ngang nhớ tới một chuyện, đúng rồi, ta đưa cha mẹ ống nhựa đương tân niên lễ vật, các ngươi đừng cùng ta lặp lại, chợ trung thượng mua không ít hảo gia liêu, lông cáo, lông trồn, linh miêu da, hôi sóc da, còn có một khối hoàn chỉnh da hổ, nhưng đem hắn nhạt hỏng rồi, mùa đông sẽ không sợ lạnh, mua không nhiều lắm, nhưng cũng đủ cả nhà dùng, ta đây liền đưa thảm lông. Một tử thành thực tùy ý, thảm lông là nhất thường thấy hàng hóa, một vãn tình nghĩ nghĩ, ta liền đưa lông dê tuyến đi chợ thượng có hiện trường chế tác thảm lông, một vãn tình mua thảm lông đồng thời, còn mua mười mấy cân nguyên vật liệu, một tử ngang sửng sốt một chút, ách, nếu không, chúng ta thay đổi, lông dê tuyến không gì dùng a, à, cũng không biết muội muội vì cái gì muốn mua, một vãn tình biết hắn là một mảnh hảo tâm, sợ nàng lễ vật so ra kém bọn họ huynh đệ, nhưng hắn nào biết đâu rằng, lông dê có thể dệt trang phục quần, có thể lấy ra bộ cùng vớ đâu, không có việc gì. Ta liền tính cái gì đều không tiễn, cũng là cha mẹ yêu nhất bảo bối, hảo đi, đây là sự thật, một tử ngang cũng không ghen ghét, muội muội tốt như vậy, cha mẹ thiên vị quá bình thường, xem, hòa một thôn. Thôn này ly lương thành chỉ có một ngày lộ trình, đại gia ước hảo ở chỗ này hội hợp, một tử ngang gấp không chờ nổi vén lên mành, thật đúng là, hòa một thôn, mục đích địa tới rồi, một vãn tình ghé vào bên cửa sổ nhìn ra xa bên ngoài, di, đó là. Cha mẹ, gió lạnh trung, hai cái thân ảnh tác tát phát trung, cầm tay đứng ở cửa thôn, mắt trong mông nhìn đi thông ngoại giới lộ, đây là ở ngẩng đầu chờ đợi du tử trở về, một tử ngang cái mũi đau xót, lớn như vậy gió lạnh như thế nào không đợi ở trong nhà. Là bọn họ, đại ca, lại nhanh lên, hắn kéo ra cửa sổ, liều mạng phất tay, cha mẹ, chúng ta đã trở lại, một nhị gia hai vợ chồng cũng thấy được bọn họ, đôi mắt soát sáng. Trắng trẻ mập mạp bánh trôi ở trong nồi quay cùng, phập phập phồng phồng, màu trắng sương mù lượng lờ dâng lên, ngọt hương ở chóc mũi quanh quẩn, một vãn tình hít sâu một hơi, đây mới là nhân gian pháo hoa vị, cha mẹ đãi địa phương, mới là gia, du tử mặc kệ đi rất xa, chỉ cần có gia ở, luôn có một cái về chỗ, trở lại an toàn địa phương, bên người lại là chí thân, qua lại bôn ba mệt mỏi dần dần nảy lên tới, nàng mí mắt bất tri bất giác đi xuống rủ, bên người người thấy thế, đều dừng nói chuyện với nhau, yên lặng nhìn nàng. Ngàn dặm buông ba đem người mệt muốn chết rồi. Huống chi, đầu óc không ngừng chuyển, tinh thần tiêu hao thật lớn, có thể không mệt sao. Một nhị gia phu thê nhìn ba cái nhi nữ, thấy thế nào đều không đủ, trong lòng đôi đầy vui sướng. Mấy ngày này nhưng đem bọn họ lo lắng hỏng rồi, cuộc sống hàng ngày khó an, sợ xảy ra chuyện gì. Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến một đạo kinh hỉ thanh âm, tam muội muội, tam muội muội, ngươi đã trở lại. Một nhị phu nhân chạy nhanh chạy ra đi, tay đặt ở bên miệng làm im tiếng động tác hư nhỏ giọng điểm nàng mới vừa ngủ vào đi một vãn tình đã bị đánh thức ngồi thẳng thân thể khóa lại trên người thảm lông đi xuống nàng kịp thời giữ chặt một dung tuyết đứng ở cửa thật ngượng ngùng xin lỗi ta không biết ngươi ngủ một vãn tình đánh trái ngáp xoa xoa đôi mắt không có việc gì ta đói bụng nên ăn cái gì một nhị gia chạy nhanh vớt lên một chén bánh trôi bưng cho nữ nhi chạy nhanh ăn còn muốn ăn cái gì, cha cho ngươi làm, một vãn tình mút một viên bánh trôi, cắn một ngụm, nóng bỏng hạt mè trút xuống mà ra, miệng đầy ngọt hương, có canh xương hầm sao. Có lời nói hạ chén mì nước, không đúng sự thật, liền ăn trộn mì, tuy rằng ở ăn Tết, nhưng cũng không có gì hảo thức ăn, rốt cuộc, đều là lưu đầy phạm nhân, mỗi ngày ăn nhị hợp mặt màn thầu đã là khai ân, mà một nhị gia phu thê cùng quan sai ăn giống nhau, có cơm có thịt đồ ăn, ngẫu nhiên còn có một đốn thêm cơm. Đầu bếp không biết từ nơi nào toát ra tới, hoang Thiên Hỷ Địa nói, tiểu thư muốn ăn mì nước, khi cần thiết có A, à. chờ, chỉ chốc lát sau, một phản tình liền ăn thượng nóng hôi hổi xương sườn mặt, lại tưới thượng cây thịt thịt thái, một chén đi xuống cả người nóng hầm hập, cảm giác cả người đều sống lại, một dung tuyết cũng phân tới rồi một chén, ăn phá lệ thỏa mãn, tam muội muội, người cuối cùng đã trở lại, mọi người đều chờ hảo tâm cấp tuy rằng biết nàng không có khả năng một đi không trở lại, nhưng là đi, một vãn tình đã là bọn họ người tâm phúc, nàng không ở, mọi người đều có chút bất an. Một vãn tình hơi hơi mỉm cười, ngày mai cùng nhau tụ tụ, ta thỉnh đại gia ăn giết heo cơm, một dung tuyết hoang hô một tiếng, lập tức nhảy dựng lên, ta đây liền đi thông tri đại gia, đại gia rơi rụng ở thôn dân gia trụ, ăn trụ đều thực thấu cùng, không có biện pháp, liền này kiện, biên tái bá tánh quá thực khổ, đều ăn không đủ no trụ nhà ở lại phá lại lọc gió một vãn tình ăn no tinh thần nhìn nhìn bên ngoài sắc trời đã đã khuya nhị ca đi đem tằng đại nhân mời đi theo vừa rồi chỉ đánh một lời chào hỏi phỏng chừng hắn còn chưa ngủ hảo lạc chỉ chốc lát sau tằng đại nhân liền tới đây nhìn trước mắt một thân biên tái thiếu nữ trang điểm còn rất giống một chuyện tiểu thư có chuyện gì ngày mai bàn lại đi ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi vừa trở về khi trên mặt nàng tràn ngập mỏi mệt lúc này nhìn khá hơn nhiều, không có việc gì, trước đêm tiền phân, có việc tận lực không cách đêm. Một vãn tình mở ra một cái túi, móc ra một cái phình phình bao lì xì. Ngươi, tàng đại nhân mở ra tới vừa thấy, hảo hậu một chồng ngân phiếu. Hắn đếm đếm, ách, lại đếm một lần, vẫn là một vạn lượng, hắn nhẹn họng nhìn trân trối, này có phải hay không phóng sai rồi. So với hắn tưởng tượng muốn nhiều, một vãn tình lại lấy ra một chồng bao lì xì, mỗi một cái bao lì xì viết tên, ngươi một vạn lượng, mặt khác huynh đệ đều là 8.200, coi như là tân niên bao lì xì. Tuy rằng toàn bộ quá trình bọn họ đều không có tham dự, nhưng phối hợp, cho rất đại phương tiện, cho nên, đều chia lại chút, tăng đại nhân mặt mặt, bọn họ đương cả đời kém đều kiếm không đến nhiều như vậy tiền, cảm ơn tiểu thư, ngươi thật là thần tài, nhân gia lưu đầy là khổ ha ha, là bồi tiền. Mà một vãn tình là lời to, còn mang theo bên người người cùng nhau kiếm. Chỉ là này một đường kiếm liền có mấy ngàn lượng, hơn nữa này một vạn lượng, hắn đời này đều không lo ăn uống. Một vãn tình nhiều lời một câu, sau khi trở về liền mua cái tiểu thôn trang đi, tiểu phú tắc an, loại điểm lúa mạch hạt thóc, loại điểm rau dưa, dưỡng chút gà vịt, đào một cái hồ nước dưỡng nuôi cá, loại điểm củ sen, toàn gia ăn uống tận có. Điểm này tiền nhìn như nhiều, nhưng ở Kinh Thành cũng không tính cái gì, ngươi làm buôn bán đi, không có chỗ dựa rất khó có cái gì bí phương bị quyền quý nhìn trúng một dây chung có thể làm ngươi cửa nát nhà tan còn không bằng mua cái tiểu thôn trang thái thái bình bình sinh hoạt nàng tuy rằng không có nói rõ nhưng tằng đại nhân là sinh trưởng ở địa phương kinh thành người này đó hắn đều hiểu ta thật muốn cảm ơn một người chuyến này là hắn kiến nghị ta vốn là tuyển đi phía nam lưu đầy đội ngũ một phản tình ngây ngẩn cả người là ai tằng đại nhân ánh mắt có chút phức tạp ô y vệ phó thống lĩnh ngô đông minh chúng ta là thơ ấu bạn chơi cùng hắn nói gặp một cái kỳ quái nữ hài tử làm ta nhìn điểm với hắn mà nói đi nơi nào đều giống nhau chính là kiếm khoản thu nhập thêm nếu tiểu đồng bọn có ý tứ này vậy đổi một chút bái ai ngờ sinh hoạt cho hắn một cái đại đại kinh hỷ là giám thị một phản tình nháy mắt đã hiểu ngô đông minh từ lúc bắt đầu liền đối nàng vẫn luôn ôm tìm tòi nghiên cứu thái độ đương nhiên đây cũng là nàng cố ý, cũng là chăm sóc. Tăng đại nhân lúc ấy không cho là đúng, cảm thấy hắn là phạm vào bệnh nghề nghiệp, tưởng quá nhiều, một cái 13 tuổi yếu ớt mảnh mai, dưỡng ở khuê phòng nhiều năm, có thể có cái gì đặc thù, hiện tại, hắn mới ý thức được, nhân gia là nhạy bén, làm kia một hàng so người bình thường nhạy bén, một phản tình hơi hơi mỉm cười, người tính toán khi nào đi giao tiếp, tăng đại nhân là không sao cả, ngày nào đó đều được, xem ngài phương tiện một vãn tình lược hơi trầm ngâm, ta đây nghỉ ngơi ba ngày, cũng thỉnh cầu tàng đại nhân phái người đi đánh cái trạm kế tiếp, hỏi thăm một chút tình huống, chúng ta này đoàn người sẽ bị an bài đi nơi nào, nếu có thể, ta hy vọng có thể phân đến một cái hảo điểm địa phương, dựa theo quy củ, lưu đầy phạm sẽ phân đến các vệ sở, đi quân khẩn, có điều kiện thực gian khổ, chủ quản đặc biệt hung tàn, còn thích thúc giục tàn lưu đầy phạm, hảo, ta tới xử lý tàn đại nhân một ngụm đáp ứng xuống dưới. Ngày hôm sau, một vãn tình một giấc ngủ đến buổi chiều, chờ nàng bò dậy, ngoài cửa đã chen đầy. Các tộc nhân nhìn đến nàng cao hứng hỏng rồi, giống ăn tết hưng phấn. Tộc trưởng, ngươi cuối cùng đã trở lại, ngươi không ở, đại gia mấy năm liên tục đều không có hảo hảo quá, đều lo lắng đến không được. Tộc trưởng, nhìn đến ngươi bình an trở về, ta tâm kiên định, đương nghe nói buổi tối ăn giết heo cơm, cao hứng thẳng hoang hô, nói chuyện chi gian tam đầu heo một đầu dương đưa tới, giết heo giết dê, náo nhiệt đến không được, một vãn tình còn đem các thôn dân đều mời tới, mời bọn họ cùng nhau liên hoan, các thôn dân vừa mừng vừa sợ, còn có chuyện tốt như vậy, một vãn tình thấy các thôn dân xanh sao vàng vọt, không cấm nhẹ nhàng thở dài một hơi, liền tính ở hiện đại, tiêu diệt bần cùng, làm mỗi người ăn thượng cơm no, cũng là một cái gian khổ nhiệm vụ, thôi, nàng hiện tại đều tự thân khó bảo toàn đâu. Một buổi trưa, một phản tình đi đến nơi nào bên người đều vây quanh một đám người chúng tin phủng nguyệt phương gia chủ nhìn đến nàng cố ý chạy tới nhiệt tình bắt chuyện mọi người đều thực thức thời không ai hỏi nàng ra cửa làm chuyện gì nhưng cũng có không có mắt phương gia tam thiếu gia tò mò hỏi một tiểu thư ngươi đi ra ngoài lâu như vậy rốt cuộc là đi làm cái gì phương gia chủ ngăn cản không kịp khí thẳng trừng mắt này hỗn trướng đồ vật chính là không đầu óc một phản tình nhướng mày ngươi cửu cửu bản cửu chương bối thuộc lầu sao. Ngày mai khảo thí, không đạt tiêu chuẩn người liền chờ chạy 10 vòng đi, nàng tỏ vẻ, này tuyệt đối không phải dùng cách xử phạt về thể xác, mà là, thành tích không tốt, vậy nỗ lực rèn luyện thân thể, hảo hảo làm thể lực sống, ách ách. Phương gia tam thiếu gia mặt đều tái rồi, quay đầu liền chạy, a a a, học ra ghét nhất khảo thí, thiếu niên các thiếu nữ đối hắn thẳng trợn trắng mắt, làm ngươi miệng thiếu, cái này hảo mọi người đều bị ngươi kéo xuống thủy, hảo hảo quá một cái đại niên, không hảo sao, một vãn tình mới mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào đâu, Mỹ Mỹ ăn một đống dết heo cơm, ngày hôm sau liền bắt đầu khảo thí, khảo tốt có phần thưởng, khảo không hảo liền đi bên ngoài chạy bộ, không đến thương lượng, một nhà vui mừng một nhà sầu, nhân loại buồn vui cũng không tương thông, nhưng thật ra nhà trẻ tiểu bằng hữu vui vẻ nhất, mỗi người đều phân tới rồi kẹo cùng điểm tâm. Đem tiểu gia hỏa nhóm nhạc thẳng nhảy đát, quay quanh một vãn tình không ngừng kêu cô cô ngày thứ ba tằng đại nhân tới tìm nàng tiểu thư ta làm người đi hỏi thăm tùy cơ phân phối đoan xem chủ quan tâm tình ta đã chuẩn bị qua sẽ phân đến điều kiện tốt nhất lương châu vệ ly lương thành gần nhất đều tư phủ liền đóng quân ở lương thành có thể nói lương thành chính là tỉnh lỵ địa phương khác chính là phủ huyện một vãn tình tâm tư bay lộn đổ ra quân đóng quân ở nơi nào đó là tây lương tinh nhuệ nhất quân đội ngàn dặm chọn một là chính quy quân đội, đại tề là quân khẩn chế, vệ sở binh lính ngày thường là trồng trọt dân, thời gian chiến tranh là binh, dưới loại tình huống này không có khả năng mỗi ngày huấn luyện, càng như là hiện đại dân binh. Ở kỳ sơn quân doanh, ly lương thành không xa, lương châu quân khẩn điền sản xuất chuyên cung đổ gia quân, một vãn tình hơi hơi gật đầu, minh bạch, lương thành chính là tây lương khu vực quân sự chính trị trung tâm, kia hành, chúng ta ngày mai sáng sớm liền lên đường, buổi tối là có thể tới lương thành nàng ra lệnh một tiếng, ngày mới tờ mờ sáng liền xuất phát, phong rất lớn, gõ cửa sổ xe, phát ra bạch bạch thanh âm, làm nhân tâm phiền ý loạn, một dung tuyết trao mày, lại là một tiếng thở dài, một tam phu nhân xem ở trong mắt, nhịn không được hỏi, dung tuyết, ngươi đang lo lắng cái gì, một dung tuyết muốn nói lại thôi, có tâm không nói, nhưng một tam phu nhân vẫn luôn thúc giục, nàng rốt cuộc nói. Chúng ta khả năng sẽ không theo tam tỷ tỷ một nhà phân ở bên nhau, một tam phu nhân khiếp sợ, A, à, cái gì? Không có khả năng đi. Nghe nói sẽ đánh tan phân phối đến các địa phương. Một dung tuyết đã trải qua đủ loại, không hề là trước đây khuê phòng thiếu nữ đã hiểu rất nhiều đồ vật. Đánh tan là vì phòng ngừa bọn họ ôm đoàn. Vừa nghe lời này, một tam phu nhân cũng nóng nảy, không có một phản tình che chở, bọn họ một nhà tàn tàn, nhược nhược, sao có thể tồn tại? Ngươi đi theo ngươi tam tỷ tỷ nói nói, làm phân ở bên nhau đây là nàng có thể quyết định sao? Một dung tuyết đặc biệt bất đắc dĩ, một tam phu nhân suy tư nửa ngày, ta cảm thấy có thể, không có nàng làm không thành sự, không riêng gì tam phòng như vậy tưởng, tộc nhân khác đều nghĩ tới điểm này, đều đánh lên tính toán, đều tưởng cùng một vãn tình phân đến một khối, đối này, một vãn tình không có gì ý tưởng, tới rồi biên quan nàng liền giải phóng, về sau các sống các đi, kinh thành, hoàng cung, hoàng thượng mắt lạnh nhìn quỳ trên mặt đất thiếu niên, thiếu niên đã quỳ mấy cái canh giờ, sắc mặt tái nhợt, cả người vết thương. Ngươi nói ngươi là vi thái y nhi tử. Ngươi có một cái thiên đại bí mật muốn nói cho trẫm. Quan hệ đến đại tề triều sinh tử tồn vong, đây là ô y vệ báo đi lên, liền tính dùng hình như cũ không chịu mở miệng, kiên trì muốn chính miệng nói cho hoàng thượng. Thiếu niên đầu cũng không dám nâng, là, ta là vi gia ngũ tử vi thiệu huy, từ nhỏ thể nhược bị đưa đi trên núi học võ, mấy năm mới hồi một lần gia, người ngoài cũng không biết ta tồn tại, cho nên tránh được họa diệt môn, này họa. Đến từ cung đình, vi thái y cáo lão hồi hương, ở trên đường bị thổ phỉ giết hại, hoàng thượng là biết đến, nhưng chỉ tưởng ngoài ý muốn, hắn khẽ nhíu mày, có loại thật không tốt dự cảm, nói, cái gì bí mật, thiếu niên hít sâu một hơi, thái tử cũng không phải bẩm sinh thể nhược, mà là trúng độc, tích độc đã thâm. Hắn thình lình ném ra một cái trọng bàn bom, trong nhà tất cả mọi người thay đổi sắc mặt hoàng thượng trong tay chén trà phiên nước ấm vẩy lên người hắn lại không hề có cảm giác khiếp sợ vạn phần đứng lên ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa vi thiệu huy trên mặt hiện lên một tia lạnh băng hận ý thái tử trúng mạng tính độc hoàng thượng bạo nộ không có khả năng toàn bộ thái y viện không có khả năng không có tra giác mỗi ngày khám bình an mạch quân vương giận dữ ngàn dặm phục thi nhưng vi thiệu huy không có gì nhưng mất đi hắn đã sớm đem sinh tử không để ý, ta phụ thân tra giác, cho nên, bị giết diệt khẩu, mà ta bị thiên lý truy sát, thiếu chút nữa chôn cốt ở núi hoang dã ngoại, phụ thân là cho hắn để lại đường lui, để ngừa vạn nhất, đáng tiếc, vẫn là bị phát hiện hắn tồn tại, hoàng thượng sắc mặt đen nhánh như mực, ngươi là làm sao mà biết được, vi thiệu huy đánh bạc hết thảy chỉ vì cấp người nhà báo thù, ta đã từng thu được một phần thư nhà, nhìn như không có vấn đề. Kỳ thật giấu giếm bí ngữ, nói. Thái tử thường ngày dùng giật tâm hương hương đơn dùng không thành vấn đề, nhưng xứng với long tiên hương chính là cự độc, ở tinh, còn cố ý dặn dò hắn, không cần về nhà, liền thanh thản ổn định đãi ở trên núi, nhưng hắn như thế nào yên tâm đến hạ, hoàng thượng như ngủ lôi oanh đỉnh, thân thể quơ quơ, long tiên hương là hắn chuyên dụng. Mà giật tâm hương huân là thái y viện tập toàn viện chi lực nhằm vào thái tử thân thể nghiên cứu chế tạo, nếu tin tức là thật, đó chính là nói, hắn cũng thành người khác trong tay thương thậm chí có khả năng là mục tiêu chi nhất hắn có hay không trúng độc ngươi dám bảo đảm theo như lời mỗi một chữ đều là chân thật vi thiệu huy thật mạnh khái một cái vang đầu ta chi phí thượng nhân đầu đảm bảo hoàng thượng ánh mắt minh minh diệt diệt trước cuộc làm ra quyết định đem thái y viện vây lên nghiêm tra tra rõ trẫm mặc kệ các ngươi dùng cái gì thủ đoạn đều cho trẫm tra cái tra ra manh mối nếu là ai dám ngăn cản các ngươi phá án sát cho dù là hậu cung đúng vậy ám vệ lên tiếng đi ra ngoài như vậy một hồi tinh phong huyết vũ từ từ kéo ra mở màn hoàng thượng cho mày ở trong nhà đi tới đi lui càng thêm táo bạo đi thỉnh thái tử lại đây thái tử trước tiên chạy tới nghe nói hết thảy sau sắc mặt thay đổi mấy lần vô số ý niệm hiện lên nhưng cuối cùng hắn không có hỏi nhiều có thể ở hắn cùng phụ hoàng trên người động tay chân người khẳng định là thân cận nhất bọn họ không bố trí phòng vệ phụ hoàng ngươi tính như thế nào làm, hoàng thượng thấy hắn còn ổn được, ngực từng đợt đau đớn, hắn nhất kiêu ngạo nhi tử A, trước nay không làm hắn thất vọng quá, hắn thay đổi một thân thường phục, làm thái tử cũng thay điệu thấp không thấy được quần áo, đi, chúng ta đi thừa quốc công phủ, thừa quốc công phủ, bình thường chỉ là một cái bài trí, chủ nhân đều ở biên quan, năm nay phá lệ náo nhiệt, bởi vì tiểu chủ tử trở về ở một đoạn thời gian. Đỗ Thiếu Huy nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện đoàn người, có chút há hốc mồm, hoàng thượng, biểu ca, các ngươi như thế nào ra cung? Ta liền tính hồi lương thành cũng sẽ tiến cung chào từ biệt, hắn tính toán mấy ngày nay muốn đi, hoàng thượng không thỉnh tự đến, vẫn là tự tiện xông tới, hắn lớn nhất sao? Mượn ngươi địa phương dùng một chút, đổ thiếu huyên xem bọn họ sắc mặt không đúng, trong lòng trầm xuống, đã xảy ra cái gì đại sự, hắn tiếp đón đại gia ngồi xuống, tự mình dâng lên trà nóng cùng điểm tâm. Tới nếm thử nhà ta trần bì uống, ta uống lên có thể ăn nhiều một chén cơm, này phương thuốc là một vãn tình cấp, chua chua ngọt ngọt, hắn ngẫu nhiên sẽ uống thượng một ly. Thái tử cầm lấy thức uống nóng uống một ngụm, sau so trong cung vị càng đảm chút, ngươi ngày thường không yêu ăn chua ngọt khẩu, điều chỉnh qua đi. Đỗ Thiếu Huyên 10 tuổi trước kia là ở trong cung nuôi nấng, cùng thái tử cùng ăn cùng ở, tình như thủ túc, nói chuyện cũng không có như vậy nhiều cố kỵ. Đúng vậy, ta càng thích tương hương củ cải cùng rau trộn dưa, thái tử trong lòng hơi ấm, mấy năm nay rất nhiều sự rất nhiều người đều ở biến, duy độc cái này biểu đệ không thay đổi, đối hắn như cũ một mảnh chân thành, dưỡng dạ dày cháo ta uống khá tốt, đẩy bụng pháp cũng không tồi, gần nhất lượng cơm ăn đều lớn, xác thật ăn nhiều mấy khẩu, nhưng giấc ngủ chất lượng như cũ rất kém cỏi, vậy thật tốt quá. Đỗ thiếu huyên phi thường cao hứng, không uổng công ta da mặt dày thảo tới, ngươi ăn nhiều một chút cơm, nhiều rèn luyện, thân thể liền sẽ hảo lên cũng chỉ có hắn dám cùng thái tử nói như vậy tràn đầy là quan tâm thái tử hơi hơi mỉm cười hảo hoàng thượng nhìn anh em bà con hai nhàn thoại việc nhà ánh mắt ấm áp nói chuyện chi gian một đám đại phu bị mời vào phủ tách ra chẩn trị công tử là bẩm sinh thể nhược chậm rãi điều dưỡng ta cấp khai cái phương thuốc ngài uống trước một đoạn thời gian lão gia khí huyết sung túc sao người bình thường đều phải khỏe mạnh hai mươi mấy người đại phu đều nói như vậy nhưng hoàng thượng cùng thái tử sắc mặt không thấy chuyển biến tốt đẹp. Đỗ Thiếu Huyên ở một bên xem lòng nóng như lửa đốt, là ai thân thể xảy ra vấn đề, thật vất vả bắt được cái không đương, hoàng thượng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, hoàng thượng mày nhíu lại, chẳng lẽ là lầm báo. Chỉ là một cái hiểu lầm, không không không, không có lửa làm sao có khói, tùy tùng ở bên ngoài bẩm báo, hoàng thượng, đại phu tới, hắn đem kinh thành lớn lớn bé bé đại phu đều mời đi theo, liền này du y cũng không có buông tha du y là tới gặp ở kinh thành việt đời không nghĩ tới nửa đường bị người ngạnh kéo lại đây hắn ngón tay đáp thượng thái tử thủ đoạn thần sắc khẽ biến nhìn nhìn thái tử sắc mặt khám xong rồi tay trái lại đổi tay phải lăn lộn hơn nửa ngày hắn mới ấp a ấp úng mở miệng này thái tử mặt mang mỉm cười ngữ khí bình tĩnh thỉnh đại phu nói thẳng ta muốn biết chân thật bệnh huống du y ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi những người này vừa thấy liền không dễ chọc công tử ngày thường ăn uống không tốt giấc ngủ không tốt cả một đêm đều không thể ngủ một cái hảo giác thường xuyên phát sốt hơn nữa theo thời gian trôi qua càng thêm nghiêm trọng thái tử bên môi cười dần dần phai nhạt đúng vậy công tử khả năng du y bất cứ giá nào là trúng hàng tâm độc này độc bệnh trạng cùng này nhất dạng cho nên người bình thường rất khó tra giác nhưng hàng tâm độc phi thường hiếm thấy bởi vì thuốc vẫn là long tiên hương như một đạo bom ở trong nhà nổ tung tất cả mọi người thay đổi sắc mặt hoàng thượng hít hà một hơi người bình thường rất khó tra giác kia thái y đâu du y biết chính mình rớt vào một cái cự hố nhưng có thể làm sao bây giờ đâu ta là phía trước gặp qua một cái người bệnh mới biết được có như vậy kỳ độc thái y khó mà nói một câu khó mà nói ý vị thâm trường hoàng thượng lúc này không rảnh lo mặt khác vội vàng truy vấn cái kia người bệnh là như thế nào y tốt du y cúi đầu không dám nhìn bọn họ sắc mặt. Đã độc phát thân vong, đã tra ra là độc, vì cái gì còn, hoàng thượng thanh âm đột nhiên im bặt, còn có cái gì không hiểu. Khẳng định là không có giải dược, hắn trong lòng một trận đau nhức. nếu ngươi có thể tra ra này độc, nhất định có thể giải, trẫm mệnh lệnh ngươi, cần thiết giải, hắn tâm hoàn toàn rối loạn, tuy rằng nhi nữ đông đảo, nhưng thái tử ba tuổi đã bị ôm đến hắn bên người, hắn tự mình giáo dưỡng, một lòng muốn vì đế quốc bồi dưỡng ra một cái hoàng mỹ thái tử có thể nói hắn ở thái tử trên người trút xuống quá nhiều tâm huyết quá nhiều hy vọng nếu hắn tình thương của cha là thập phần khi thái tử độc đến bảy phần thái tử từ nhỏ thông tuệ ngộ tính cực cao học cái gì đều thực mau trời quan trăng sáng thủ đoạn rắp tâm đều cụ bị là làm hắn tương đương vừa lòng trữ quân thái tử cũng là kế thừa hắn chính trị lý niệm người với hắn mà nói thái tử không chỉ là con hắn cũng là hắn chính trị lý niệm kéo dài là đại tề hoàng triều quang minh tương lai thái tử duy nhất nhược điểm chính là thân thể quá yếu làm hắn lo lắng không thôi nhưng hiện tại nói cho hắn này hết thảy là nhân vi không phải thể nhược là trúng độc hắn muốn giết người tâm đều có du y phịch một tiếng quỳ xuống đất thảo dân tôn tam thảo gặp qua bệ hạ hoàng thượng đôi mắt hiếp lại tôn ẩn y tôn thăng vân là gì của ngươi vài thập niên trước tôn thăng vân ở giang nam thanh danh rất lớn nhưng, hắn cự không tiếp thu triều đình chiếu lệnh, không chịu tiến thái y viện, lúc sau, liền ẩn cư với đầy đất, lại vô nửa điểm tin tức, là gia tổ. Công cam thảo nằm ở trên mặt đất, lại một lần hối hận, không nên tới kinh thành, hắn nên nghe gia gia nói, đương một cái đi khắp hang cùng ngõ hẻm linh y, an an phận phân tích góp kinh nghiệm, hoàng thượng bình tĩnh nhìn hắn, cường thế hạ lệnh, đi đem ngươi tổ phụ mời đến kinh thành. Việc này quan đại tề triều tương lai, không phải do hắn cự tuyệt, chỉ cần có một đường hy vọng, hắn đều sẽ không từ bỏ, hoàng thượng. Tôn Cam Thảo trong miệng phát khổ, đáp thượng hắn một cái không đủ, còn muốn đáp thượng người nhà của hắn. Kinh thành thủy quá sâu, hơi không chú ý liền phải xong, Đỗ Thiếu Huy nhìn xem cường thế hoàng thượng, lại nhìn xem sắc mặt tái nhật biểu ca, còn có cái gì không rõ, hoàng thượng, thần chủ động sinh ra trận đi thỉnh ẩn y tôn thăng vân, lại đem ven đường danh y đều mang về tới hoàng thượng ở ngay lúc này không tin bất luận kẻ nào nhưng đỗ thiếu huyên không giống nhau đứa nhỏ này từ nhỏ lớn lên ở dưới mí mắt phẩm tính làm người thực hiểu biết quan trọng nhất chính là đỗ phủ cùng thái tử là một vinh đều vinh nhất tổn câu tổn hắn vỗ vỗ bếp thiếu huyên bả vai hảo thiếu huyên dựng hiện tại có thể tín nhiệm chỉ có ngươi đỗ thiếu huyên trong lòng nôn nóng sự không nghi ngờ muộn quản gia làm người giúp ta thu thập hành lý nhiều mang điểm lương khô ta suốt đêm liền đi hoàng thượng biểu ca các ngươi chờ ta tin tức tốt hoàng thượng liền thích hắn như vậy chân thành người trẻ tuổi trọng tình trọng nghĩa nhưng vào lúc này quản gia đi vào tới bẩm chủ tử tấn vương thế tử cầu kiến không thấy đỗ thiếu huyên thực không kiên nhẫn đều lửa xém lông mày ai còn có tâm tình xã giao nói ta không rảnh lần sau muốn gặp ta trước tiên đưa thiếp mời hắn hỉ nộ đều viết ở trên mặt không chút nào che giấu hoàng thượng nhịn không được cảm khái, ngươi vẫn là như vậy không thích hắn nha, theo lý thuyết, này mấy cái hài tử đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình hẳn là không tồi, nhưng, tính cách kém rất lớn, không hợp, đỗ thiếu huyên cùng thái tử quan hệ tốt nhất, mà tấn vương thế tử cùng ai đều khá tốt, bác diện linh lung, trường tụ thiện vũ, nhất phiền trên mặt cười hì hì, sau lưng thọc dao nhỏ người, thái tử khóe miệng trừ trừ, biểu đệ cái gì cũng tốt, chính là quá thẳng thắn, bất quá, phụ hoàng liền thích người như vậy, dùng yên tâm. Phụ hoàng, thiếu huyên không phải cáo trạng, hắn chính là có cảm mà phát, hoàng thượng mặt mặt, biểu đệ có phải hay không cáo trạng không thể hiểu hết, biểu ca nhất định là ở mắt lẻo, trẫm còn không biết hắn tính cách sao. Từ nhỏ liền nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, nửa điểm ủy khuất đều không thể chịu, kia một năm lão đại chính mình đánh vỡ bình hoa, lại nói là thiếu huyên làm, những người khác đều giúp đỡ lão đại, Gia hỏa này không nói hai lời liền cầm lấy bình hoa tạp phá lão đại đầu, kia một năm hắn vài tuổi, đổ thiếu huy ngượng ngùng cười nói, hoàng thượng, ngài như thế nào còn nhớ rõ việc này nha. Khi đó ta mới bảy tuổi, vẫn là cái cái gì cũng đều không hiểu hài tử, lúc ấy, hắn một người đánh vài cái, thẳng đến thái tử mang theo người lại đây hỗ trợ, kia một hồi đánh hội đồng đánh oanh oanh liệt liệt, đem sở hữu hôn quý con cháu đều cuốn vào được, liền thái tử đều tự mình ra trận mà tấn vương thế tử là trung lập, hai không thiên giúp, hai không đắc tội, đây cũng là đổ thiếu huyên không thích hắn nguyên nhân. Mặc kệ trạm nào một bên, đều là một cái lập trường, không có tâm huyết, không nghĩa khí, quản gia lại chạy vào, chủ tử, tấn vương thế tử nói có cực quan trọng sự muốn gặp ngươi, đổ thiếu huyên chỉ chờ thu thập hảo hành lý liền phải xuất phát. Nào có tâm tình thấy một cái không thảo hỷ gia hỏa, thái tử hơi hơi nhíu mày, nếu hắn muốn gặp, vậy gặp một lần đi tấn vương thế tử kinh cừu hoảng mang, nhẹ lay động cây quạt, quả nhiên là nhất phái phong lưu quý công tử, thiếu huyên, ngươi, hắn một mở miệng đã bị đổ thiếu huyên đánh gãy, ngày mùa đông diêu cây quạt thoạt nhìn hảo ngốc, thật không hiểu ngươi trong đầu tưởng cái gì, cả ngày làm bộ làm tịch không mệt sao. Ta nhìn đều mệt, tấn vương thế tử mặt đen, ẩn tại nội thất hoàng thượng cùng thái tử không hẹn mà cùng khóe miệng trừu trừu, vẫn là như vậy ngay thẳng, quá đắc tội với người nếu không phải hắn võ công cao cường, đã sớm bị người trùng bao tải cuồng ẩu, đổ thiếu huyên mới mặc kệ đâu, từ nhỏ bừa bãi tùy tính, ai dám khi dễ hắn liền khai tấu, liền tính đem đại hoàng tử đầu khai gáo, cũng bị hoàng thượng một câu tiểu hài tử đánh nhau thật bình thường cấp mang đi qua, đại hoàng tử hận chết hắn, nhưng làm theo lấy hắn không có biện pháp, hắn ở trong cung đi ngang, ở Tây Lương cũng là không người dám chọc tồn tại, có sự nói sự, không có việc gì cút đi, đừng lãng phí lẫn nhau thời gian tấn vương thế tử mặt mặt liền không rõ đối phương vì cái gì như vậy chán ghét chính mình rõ ràng mọi người đều thực thích hắn có thể là trời sinh khí tràn không hợp đi ngươi người này ai ngươi phải về tây lương đi tấn vương thế tử ánh mắt hơi lóe ta tưởng nhắc nhở ngươi một sự kiện ngươi trị hạ có một cái không an phận gia tộc ngươi cẩn thận một chút miễn cho ngày nào đó liên lụy ngươi đổ thiếu huyên kỳ quái cực kỳ ngươi có lòng tốt như vậy ta cho rằng ngươi ước gì nhìn đến ta xui xẻo, sau đó hung hăng dẫm lên một chân, tấn vương thế tử. Người này thật sự quá chán ghét. Nói bừa cái gì đại lời nói thật, nhưng hắn, còn muốn miễn cười, chúng ta là cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ, ngươi đối ta có hiểu lầm, nhưng ta còn là hy vọng ngươi hảo hảo, đổ thiếu huyên chịu không nổi hắn như vậy dối trá, còn hảo huynh đệ đâu, ha hả, hắn đối ai từng có thiệt tình. Liền này. Ngươi có thể đi rồi." Tấn Vương Thế tử biểu tình hoàn toàn tan vỡ, hắn tự hỏi hàm dưỡng công phu nhất lưu, nhưng gặp được như vậy mãn phu, ai có thể nhịn được. Một giây chung tưởng tấu hắn, đáng tiếc, đánh không lại. Đánh không lại, ngươi liền không thể hảo hảo nói chuyện sao? Ta là thật sự thế ngươi lo lắng, kia nhất tộc người tự giác bị ủy khuất, đối triều đình cực kỳ bất mãn, vạn nhất làm ra sự tình gì, dù cho hoàng thượng lại tin tưởng ngươi, cũng đến cấp thế nhân một cái công đạo làm sự. Ngươi cứ việc nói thẳng nhân gia tạo phản, làm gì vòng tới vòng lui. Đỗ thiếu huyên tức khắc tới hứng thú, ai có thể làm ngươi như thế coi trọng, tấn vương thế tử môi hơi nhấp, trước hộ bộ thị lan một trọng đức gia tộc, phía trước bị xét nhà lưu đầy đến lương thành, nội thất hoàng thượng sửng sốt một chút, vẻ mặt kinh ngạc, một trọng đức. kia phế vật, một trọng đức nếu là dám tạo phản, tính hắn nhìn nhầm, nhưng khả năng sao? Một trọng đức năng lực là có, nhưng không phải không thể thay thế. Đỗ Thiếu Huyên không lưu tình chút nào cười nhạo, một trọng đức muốn tạo phản. Ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Một cái lưu đầy phạm mà thôi, còn có thể phiên thiên, ngươi đối lưu phóng phạm đãi ngộ rốt cuộc có cái gì hiểu lầm. Tới rồi quân khẩn mà thành thành thật thật trồng trọt, mặt trên quảng người quá nhiều, đúng hạn giao lương, nếu không ăn không hết gói đem đi, lưu đầy phạm còn không bằng quân hộ, là không có gì nhân thân quyền lợi, không thể đơn độc lập hộ không thể có tư nhân tài sản, là cái quân hộ là có thể quát mắng, lá gan của ngươi càng ngày càng nhỏ, cũng là, ngươi từ nhỏ liền đánh nhau cũng không dám, ngươi không được, di, một gia. Như thế nào cảm giác có điểm quen thuộc nha, tấn vương thế tử mặt vô biểu tình nhìn hắn, không phải hắn, là đương nhiệm một thị tộc trưởng một vãn tình, nàng này tâm tư quỷ dị, cái gáy có phản cốt, đối hoàng quyền đối hoàng thất không có nửa điểm kính sợ chi tâm, một phản tình. Nội thất thiên gia phụ tử động tác nhất trí ngay dạy, tên này nghe nói qua, chỉ là, không nghĩ tới lại một lần từ tấn vương thế tử trong miệng nghe được. Nếu không có nhớ lầm nói, nàng mới 13 tuổi, vẫn là chưa xuất các nhỏ dài thiếu nữ. Thật là cái thần kỳ nữ hài tử, có thể làm ô y vệ phó thống lĩnh cùng tấn vương thế tử không hẹn mà cùng nhìn với con mắt khác người, một bản tình. Nữ hài tử Đỗ Thiếu Huyên cũng ngây ngẩn cả người là hắn nhận thức cái kia tiểu cô nương sao, nàng đem một trọng đức xử lý, chính mình lên làm tộc trưởng. Như thế nào như vậy bỗng đâu, tấn vương thế tử chỉ đương hắn không tin, ngươi ngàn vạn không cần xem thường nàng này, nàng tuy còn trẻ tuổi, nhưng so với kia chút quan trường tên giả hoặc còn muốn đa mưu túc trí, đổ thiếu huyên cười ha ha, ngươi ở nàng trong tay ăn lỗ nặng. Nói nhanh lên, nàng như thế nào đối với ngươi, thảo, tấn vương thế tử nhịn không được muốn mắng người, như vậy nghiêm túc thời khắc hắn cười cái rắm a à, còn cười như vậy vui vẻ thật hẳn là làm hoàng thượng phụ tử tận mắt nhìn thấy xem bọn họ trong miệng ngay thẳng nhiệt thành hảo thiếu niên kỳ thật chính là tiểu kê bụng vui sướng khi người gặp họa gia hỏa một chút tố chất đều không có ta không quen biết nàng vậy ngươi còn biết nhân gia cô nương tên một ngụm một tiếng mắng người ta phản cốt muốn nương tay của ta xử lý nàng đỗ thiếu huyên cũng không ngốc tương phản hắn thật thông minh ngoại mãn nét đẹp nội tâm, có khi, ngay thẳng là một tầng màu sắc tự vệ. Tấn vương thế tử vốn dĩ cũng không tưởng thế nào, sự tình qua đi liền vứt đến sau đầu, nhưng không nghĩ tới một vãn tình sử tiện chiêu. Ta, hạ nhân vội vàng tới bẩm, chủ tử, ngũ hoàng tử tới, vừa nghe lời này, đỗ thiếu huyên còn không có phản ứng lại đây, tấn vương thế tử lập tức làm cái ấp, quay đầu liền chạy, vì tình huống, đỗ thiếu huyên không kịp nghĩ lại, liền trường tay duỗi ra, một phen túng chặt tấn vương thế tử quần áo, đừng đi a, à, mau thả ta ra. Tấn vương thế tử tức chết rồi, gia hỏa này vẫn là như vậy tiện vèo vèo, một cái muốn chạy, một cái chết lôi kéo không bỏ, Đỗ thiếu huyên là võ tướng, vũ lực giá trị so văn nhược tấn vương thế tử mạnh hơn nhiều, chính là không chạy mất, liền có dây dưa là lúc, một đạo thân ảnh vọt tiến vào, tiêu hy đằng, đối phương một quyền huy lại đây, Đỗ thiếu huyên lập tức buông tay, thối lui đến một bên, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng qua nga đánh nhau rồi đánh nhau rồi tấn vương thế tử bị đánh trúng má phải khí không được đánh người không vả mặt hắn lập tức phản kích ngũ hoàng tử cũng không cam lòng yếu thế hai người đánh khí thế ngất trời chỉ chốc lát sau liền song song quải thải nội thất hoàng thượng khí xanh cả mặt hảo a một đám ở trước mặt hắn trang ngoan vừa chuyển đầu liền cuồng giả đánh lộn thái tử lại rất có hứng thú vây xem ngũ hoàng đệ cùng tấn vương thế tử là tám lạng nửa cân phân không ra thắng thua. Tấn vương thế tử trên mặt quải thải, đau thẳng hút khí, nhưng hắn chỉ dám hướng ngũ hoàng tử thân thể xuống tay, không dám đánh ngũ hoàng tử mặt. Ngũ hoàng tử, ngươi đủ rồi, nếu là làm hoàng thượng biết ngài vì một nữ nhân ẩu đã tông thất, ngũ hoàng tử đặc biệt táo bạo, đánh rắm, ngươi đoạt ta nữ nhân, em đi, mọi chuyện không thuận, đầu tiên là phải đi bắt một cẩm giao người vừa đi không trở về. Tiếp theo là địa phương gia tộc quyền thế đưa nữ thượng kinh, thập lý hồng trang, thanh thế to lớn đưa đến ngũ hoàng tử trước phủ, hắn lúc ấy đều sợ ngây người, cái quỷ gì? Thẳng đến nghe nói Giang thị vệ thế hắn an bài, cho hắn tìm một cái túi tiền, hắn mới không thể không nhận lấy, nhưng là đi, hắn thanh danh bắt đầu không hảo, cái gì háo sắc, cái gì tham tài, lại từ nữ nhân trong miệng nghe nói, Giang thị vệ từ giữa cầm 10 vạn lượng bạc tiền trà nước, hắn càng nổi giận, này đều cái gì phá sự? Lấy hắn đổi chỗ tốt. Đến bây giờ người còn không có xuất hiện cầm bạc cũng không biết đi nơi nào lêu lỏng hắn chờ giang thị vệ đoàn người hồi kinh sau thanh toán nhưng chờ a à chờ lại chờ tới một cái tin dữ hắn tâm tâm niệm niệm mỹ nhân bị tấn vương thế tử thu vào trong phòng hơn nữa còn âm thầm cười nhạo hắn không bản lĩnh liền nữ nhân đều tranh bất quá tức giận a à. tấn vương thế tử một liên thanh kêu oan ngũ hoàng tử ta thật sự không có ta căn bản chưa thấy qua một cẩm dao cũng không biết là ai ở ngài bên tai nói bừa, người nọ là châm ngòi hai chúng ta quan hệ, ngài cũng không thể mắc mưu a, à. này nhất định là một vãn tình dở trò quỷ, kia nha đầu lại tin lại hư, ngũ hoàng tử một chữ đều không tin, ha hả, tiêu hy đằng, ta hiện tại mới biết được ngươi chính là một cái dám làm không dám nhận ngụy quân tử, mệt ta trước kia đem ngươi trở thành hảo huynh đệ, ngươi như thế nào không làm thất vọng ta, phàm là tấn vương thế tử có thể thẳng thắng thành khẩn chút. Hắn cũng sẽ không như vậy sinh khí. Với hắn mà nói, là song trọng phản bội, hắn hiện tại tin tưởng, những cái đó đối hắn bất lợi lời đồn đãi đều là tấn vương thế tử thả ra, cố ý bôi đen hắn. Đây là làm chuyện trái với lương tâm chột dạ, trước tiên xuống tay A, hắn càng là não bổ, càng là sinh khí, lại một quyền huy qua đi. Tấn vương thế tử nghẹn khuất muốn mệnh, hắn trước đó cũng không biết ngũ hoàng tử coi trọng một cẩm dao, nhưng ván đã đóng thuyền, hắn tổng không thể đem chính mình nữ nhân chấp tay nhường lại đi là cái nam nhân đều không thể nhẫn. Duy nhất may mắn chính là, một cẩm dao đủ thông tuệ, giúp hắn không ít vội, còn giúp hắn trắng một lần độc sát. Một gia nữ quả nhiên danh bất hư truyền, đều có phòng ngừa chu đáo, trước tiên dự án năng lực. Nếu, có thể đem một thị nhất tộc quy y với hắn, vậy như hổ thêm cánh, cho nên, mới có như vậy một chuyến. Hắn bổn ý không phải muốn xử lý một vãn tình, mà là, làm nàng cùng đường dưới, chỉ có thể sửa đầu hướng hắn. Một thị song xu hợp bích, nhất định có thể trợ hắn thanh vân thẳng thượng. Ngũ hoàng tử, ngài đây là hồ đồ A, không tin cùng nhau lớn lên huynh đệ, ngược lại tin tưởng những cái đó lung tung rối loạn người, ngài quá làm ta thất vọng, ta quá đau lòng, thấy hắn còn tưởng trả đũa, ngũ hoàng tử khí cả người phát trung, đem một phần thư từ chụp đến trên mặt hắn, chính ngươi xem đi, tấn vương thế tử gấp không chờ nổi mở ra tới, tức khắc trước mắt tối sầm, mặt trên viết sự kiện phát sinh thời gian địa điểm, còn phụ thượng một trương giảng nét bút, Tuy rằng đơn giản vài nét bút, nhưng như cũ có thể nhìn ra tấn vương thế tử cùng một cẩm dao mặt bộ đặc thù, liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Hai người liếc mắt đưa tình chăm chú nhìn, còn xứng một câu đối thoại. Nam nhân tình bất tri sở khởi nhất vãn nhi thâm, nữ nhân dù cho bị bỏ cũng không oán không hối hận. Này họa kỳ thật không ra sao, nhưng thắng ở có sức cuốn hút, làm người lạc vào trong cảnh, cảm thụ kia một phần ngọt ngào bầu không khí, là nàng nhất định nàng trừ bỏ một vãn tình, không có người khác, nàng kinh người quá đáng, rõ ràng cầm 15 vạn phong khẩu phí, còn như vậy không chú ý, chỉnh một cái tiểu nhân, ngũ hoàng tử cũng không phải bị một phần tin liền tùy ý bài bố, hắn cố ý làm người đi ra quá khách điếm này, xác thực, vài món sự hỗn loạn ở bên nhau, ăn tết khi lại bị phụ hoàng mặt sưng mày xỉa mắng vài câu, hắn nghẹn hồi lâu hỏa khí lập tức bị bật lửa, em đi, là cá nhân đều dám kinh đến hắn trên đầu, hắn không dám đối phụ hoàng nói cái gì, nhưng tổng phải có cá nhân đương nơi trút giận. Tấn vương thế tử, liền ngươi, thừa quốc công phủ không có trưởng bối, chỉ có một ái đánh nhau đổ thiếu huyên, là cái ước chiến hảo địa phương, đánh vỡ đầu cũng không ai dám quản. Tấn vương thế tử tâm tư bay lộn, ngươi trước đừng kích động, chúng ta bị một người chơi, là một vãn tình, một cẩm dao đường muội nàng từ nhỏ ghen ghét đường tỷ xuất sắc, cho nên, vừa nghe lời này, ngũ hoàng tử càng tức giận, đánh rắm ngươi tìm cái bối nồi cũng như vậy không để bụng như vậy có lệ đây là khinh thường ta đâu một cái dưỡng ở khuê phòng nữ hài tử có thể có cái gì bản lĩnh tấn vương thế tử đau đầu dục nứt còn như vậy đánh tiếp ai đều lạc không được hảo đỗ thiếu huyên ngươi đừng ở một bên xem náo nhiệt mau tới đây hỗ trợ a hành a đỗ thiếu huyên đi nhanh chạy tới đối với tấn vương thế tử cái mũi chính là một quyền tấn vương thế tử chỉ cảm thấy một trận đau nhức đổ máu hỗn đảng, ngươi cư nhiên đánh ta, đổ thiếu huyên không vui, nói bừa cái gì nha, ta đây là ở can ngăn, vội trung làm lỗi, đừng không biết người tốt tâm, như vậy không biết xấu hổ nói như thế nào không biết xấu hổ nói ra, tấn vương thế tử khí thẳng phát trung, các ngươi liên hợp lại khi dễ ta, ta muốn vào cung cáo trạng, hắn chỉ là hù dọa một chút đối phương, thật tiếng cung là không dám, đừng đầu, trước bất luận đúng sai, một cái là hoàng thượng thân nhi tử, một cái là hoàng hậu cháu trai vợ, khi đối tôn quý nhất phu thê chẳng lẽ còn sẽ giúp hắn, cáo cái gì trạng. Một cái lạnh lạnh thanh âm vang lên, các ngươi một đám này thường trang rất giống một chuyện, ngầm tranh đoạt nữ nhân, còn đánh nhau. Đều rất năng lực, tấn vương thế tử cùng ngũ hoàng tử không hẹn mà cùng ngây dại, đột nhiên quay đầu lại, a a a, xong đời, hoàng thượng vì cái gì lại ở chỗ này, đổ thiếu huyên cái này đại phôi đảng, biết rõ hoàng thượng tại đây, lại không nhắc nhở bọn họ, cố tình như vậy phúc hắc gia hỏa cứ nhiên còn có người mắc mù nói hắn ngay thẳng dày rộng có xích tử chi tâm hoàng thượng đầy mặt thất vọng các ngươi đều bao lớn người cư nhiên còn đánh nhau mất mặt không hai người lúc này mới phản ứng lại đây động tác nhất trí hướng trên mặt đất một quỳ phụ hoàng nhi thần sai rồi ngũ hoàng tử nhận sai phá lệ trôi chảy dù sao hắn lão tử ăn này một bộ cùng thời gian tấn vương thế tử cũng mở miệng hoàng thượng chúng ta là đùa giỡn, từ nhỏ đến lớn đều cãi nhau ầm ĩ, nháo quán, vũ hoàng tử đột nhiên xoay đầu, ai cùng ngươi đùa giỡn. Phụ hoàng, hắn đem một cái lưu đầy nữ phạm tự mình thu phòng, công nhiên khiêu chiến triều đình luật pháp, hắn phạm chính là tiểu sai, đánh cái giá làm sao vậy? Cái nào nam nhân không đánh nhau, nhưng tấn vương thế tử phạm chính là đại sai, hắn tuy rằng thực xui xẻo, nhưng nhìn đến tấn vương thế tử so với hắn càng xui xẻo, hắn liền an ủi tấn vương thế tử ở trong lòng đem hắn mắng máu chó đầy đầu, một đám đều không phải cái gì hảo ngoạn ý, cũng là, trong cung ra tới có thể có mấy cái tốt, nhưng, hắn không dám phủ nhận, có một số việc chịu không nổi tế ra, hoàng thượng, là ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, nhất thời phạm hồ đồ, thỉnh hoàng thượng trách phạt, hoàng thượng muốn đánh muốn chửi muốn phạt như thế nào đều được, là ta cô phụ hoàng thượng mấy năm nay dạy bảo, hắn cúi đầu nhận sai, tư thái rất thấp, còn đại đánh người tình bài, Rốt cuộc hắn cũng coi như là hoàng thượng giáo dưỡng, nếu là ở trước kia, hoàng thượng nhiều lắm tiểu trừng đại giới, nhưng lúc này đúng là nhất tiêu táo thời điểm, bọn họ một hai phải đụng phải tới, tiêu hy đằng, ngươi liền như vậy thích cái kia một gia đại tiểu thư, vừa nghe hoàng thượng kêu hắn tên đầy đủ, tấn vương thế tử trong lòng rùng mình, đây là động thật giận, hắn trên mặt không lộ, buồn rầu thở dài, nàng như vậy Mỹ, lại tự tiếng chẩm tịch, hoàng thượng, ta là một cái bình thường nam nhân A nơi nào chịu được như vậy dụ hoặc, ta chỉ là phạm vào một cái thiên hạ nam nhân đều phạm sai, đổ thiếu huyên. Hảo gia hỏa, đây là đang nội hàm hắn, hắn không làm, ha hả, rõ ràng tham hoa háo sắc, nói không chừng là ngươi cưỡng bách nhân gia, ngươi là tấn vương thế tử, cường thủ hào đoạt là ngươi nhất am hiểu, am hiểu cái quỷ. Tấn vương thế tử tức chết rồi, gia hỏa này vì cái gì một hai phải trộn lẫn tiếng vào, ngươi đây là ngậm máu phun người, ta là đường đường tấn vương thế tử, còn sẽ thiếu nữ nhân sao, là không thiếu bình thường nữ nhân. Đỗ thiếu huyên không chút hoang mang đỉnh trở về, một đại tiểu thư cũng không phải là giống nhau nữ nhân, xem như khang hiếm tài nguyên, có thể thỏa mãn ngươi biến thái tâm lý, ngươi xem tựa như cái sắc vôi, ngũ hoàng tử vui tươi hớn hở ứng hòa, không sai, không sai, vừa thấy liền không phải người tốt, hai cái ấu trĩ quỷ, tấn vương thế tử khí không nghĩ phản ứng bọn họ, hoàng thượng. Ngài là nhìn ta lớn lên, ta là cái dạng gì người ngài nhất rõ ràng, ngài tưởng như thế nào trừng phạt ta, toàn nghe ngài, hoàng thượng vô tâm tư thế bọn họ đoạn kiện tụng, phạt ngươi một năm bổng lộc, đi quốc tử giám học lễ ký, vương gia cùng thế tử đều là có bổng lộc, đương nhiên, dựa bổng lộc chỉ có thể uống gió Tây Bắc, là tấn vương thế tử mặt đều tái rồi, phạt bổng lộc không tính cái gì, không đau không ngứa, nhưng hắn này tuổi, làm hắn trở về quốc tử giám học lễ ký, quá đánh hắn mặt, còn chờ với nói cho người khác hắn quy củ không được, phẩm hạnh cũng không được, đây mới là điểm chết người. Ngũ hoàng tử âm thầm cười trộn, bị hoàng thượng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, còn có ngươi, cùng đi. Ngũ hoàng tử đại kinh thất sắc, ông hoàng thượng đùi đau khổ cầu xin, phụ hoàng, phụ hoàng, ta sai rồi, ngươi tha ta lần này đi. Một cái không có phẩm hạnh hoàng tử chú định là đăng không thượng cái kia vị trí, không ai sẽ ngốc đến đi theo hắn, vô hình trung chặt đứt hắn đoạt đích tranh vị khả năng, liền bởi vì đánh một trận này hậu quả quá nghiêm trọng hắn không phục hoàng thượng chính phiền đâu tâm miệng cút đi ngũ hoàng tử còn tưởng lại cầu bị cung đình thị vệ ngạnh sinh sinh kéo đi ra ngoài tấn vương thế tử cũng là đồng dạng đại ngộ ngũ hoàng tử ngơ ngác nhìn nhắm chặt đại môn cả người thất hồn lạc phách bị cực đại kích thích hắn tùy tùng thật cẩn thận khuyên nhủ chủ tử hoàng thượng lúc này tâm tình không tốt ngài đi về trước chờ hoàng thượng hết giận lại đi cầu cầu tình ngũ hoàng tử đột nhiên quay đầu sắc mặt âm trầm tích ra thủy, trong mắt tất cả đều là hừng hực thiêu đốt hận ý. Tiêu Hy Đằng, ngươi hại ta hảo thảm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ném xuống câu này tàn những lời nói, hắn ôm hận rời đi. Phía trước chỉ là đánh một trận xuất khẩu ác khí, nói không chừng đánh cái mấy giá, đấu mấy cái qua lại, nếu có cộng đồng ít lợi liền bắt tay giảng hòa, nhưng hiện tại, là hoàn toàn kết hạ sống núi, không chết không ngừng sống núi. Tấn vương thế tử sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, hắn cũng không biết hoàng thượng vì cái gì sẽ nổi trận lôi đình, ngũ hoàng tử tiền đồ đã không có, chẳng lẽ hắn liền có, không được, đến ly tra tra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hoàng thượng uống lên một ly một chén trà nóng, tức giận vẫn là tiêu không đi xuống, thái tử cũng không hé răng, yên lặng ngồi, trong nhà không khí có chút trầm thấp, đổ thiếu huyên đành phải dùng ra tuyệt chiêu, hoàng thượng, ngài đừng nóng giận, nếm thử ta trân quý thịt bò viên. Liền như vậy một tiểu túi, hắn đau mình bộ dáng làm hoàng thượng đã vừa bực mình vừa buồn cười thịt bò viên mà thôi đến nỗi như vậy sao trẫm làm ngự trù nhiều làm chút cho ngươi ngươi mang theo trên đường ăn chỉ là đương thịt bò viên tiến vào trong miệng khi vẻ mặt của hắn nháy mắt không giống nhau đỗ thiếu huyên lại đưa cho thái tử ăn ngon đi ta đều luyến tiếc ăn nhiều thái tử không nặng miệng lưỡi chi dục nhưng này thịt bò viên lại tô lại hương cực kỳ ngon miệng làm hắn nhịn không được lại cầm lấy một viên nơi nào mua, Đỗ Thiếu Huy nhìn càng ngày càng ít thịt bò viên, đau lòng không được, một vãn tình làm, hoàng thượng sạc tới rồi, khụ khụ, ngươi nói cái gì, như thế nào lại là tên này. Không chỗ không ở cảm giác, một cái lưu đầy gia tộc thứ phòng chi nữ, đâu ra mị lực. Như thế nào cùng những người này đều sinh ra giao thoa. Đa nghi hắn nhịn không được não bổ, Đỗ Thiếu Huyên cười hì hì nói, là một vãn tình làm thịt bò viên, khi mấy trương phương thuốc cùng thịt bò tương đều là xuất từ nàng tay, một gia tổ truyền phương thuốc. Hoàng thượng lược hơi trầm ngâm, liền chính mình phủ định, chuyện này không có khả năng, vậy không biết, ta cùng nàng muốn, nàng liền cấp đổ thiếu huyên thực tự nhiên nói lên kia một đoạn chuyện cũ, mỗi một cái đoạn ngắn như cũ sinh động tư sống, hắn phá lệ hoài niệm mì thịt bò, bò viên, bò kho, mỗi loại đều hảo hảo ăn, nghe đổ thiếu huyên sinh động trần thuật, hết thảy sinh động như thật, hoàng thượng đối một vãn tình dân lên một tia kiên kỵ cũng tan thành mây khói, hết thảy đều là cơ duyên xảo hợp, một vãn tình nguyện ý lấy ra bí phương, chỉ vì đổ thiếu huyên ân cứu mạng, có thể thấy được là cái hiểu được cảm ơn, miệng độc điểm, trù nghệ hảo, hiếu thuận thông minh, ân quán phân minh, đây là đổ thiếu huyên trong miệng một vãn tình, rất khó làm người sinh ra ác cảm, đương nhiên, hắn sẽ không thừa nhận, là bởi vì kia mấy trương bí phương. Ngươi tự nhiên sẽ như vậy khen một cái cô nương hơn nữa, là một cái chỉ có gặp mặt một lần cô nương." Đỗ Thiếu Huyên ha ha cười, "Nàng không giống nhau, đặc biệt đại trí, đặc biệt thông minh, đặc biệt nhân nghĩa, cái gì cũng tốt, chính là có một chút không tốt, là cái nữ." Phúc thái tử trong miệng trà nóng phun tới, này biểu đệ muốn cười chết hắn, "Kế thừa hắn thịt bò viên sao?" Hoàng thượng khóe miệng co giật, nữ như thế nào liền không hảo, nữ nhân như thế nào đi theo ta thượng chiến trường đánh giặc. Đỗ Thiếu Huyên đúng lý hợp tình hỏi lại, ta vốn dĩ tưởng hảo hảo bồi dưỡng nàng đương cái tiểu tướng quân kết quả nàng chỉ là ăn mặc lưu loát phương tiện nam trang kỳ thật là cái nữ hắn đặc biệt tiếc nuối thở dài một hơi ai ta còn tặng nàng binh pháp tôn tử đâu ha 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 thái tử cười điên rồi cười nước mắt đều ra tới hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào ra tặng người gia tiểu cô nương binh thư hoàng thượng buồn cười đứa nhỏ ngốc này ngươi như vậy là cưới không thượng thê tử đỗ thiếu huyên thấy bọn họ đều cười âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, một vãng tình nguy cơ xem như đi qua. Hoàng thượng, ngài lời này nói ngược, là ta chứng mắt những cái đó dung chi tục phấn, một ngày nào đó ta sẽ cưới một cái thế gian tốt nhất xuất sắc nhất cô nương, làm thế nhân đều hâm mộ khóc, hắn hôn sự là lão đại khó, trong nhà thực sốt ruột, hoàng hậu càng là cấp thẳng thượng hỏa, hận không thể cho hắn tứ hôn. Đáng tiếc, hắn là cái ngoan cố loại, sớm liền phát ngôn bừa bãi, nếu là tứ hôn, hắn liền không tiếp chỉ. Nói đến cùng, hắn tính tình này là đại gia túng ra tới, nhìn khí phách hăng hái, nhuệ khí kiêu ngạo người trẻ tuổi, hoàng thượng lại cười lại thở dài, kia trẫm chờ. Đêm đó, Đỗ Thiếu Huyên liền dẫn người hạ Giang Nam, ngày đêm kim trình, đuổi tới tôn thị nhất tộc ẩn cư địa phương, thỉnh ra tôn thần y huệ đến kinh thành. Hắn quay lại như gió, không riêng mang về tôn thần y, còn đem Giang Nam nổi danh đại phu một lưới bắt hết, khi trở về, cả người gầy một vòng, có chút lôi thôi tiếng cung gặp qua đế hậu cùng thái tử sau, một đầu trác ở trên giường liền ngủ rồi. Hoàng thượng nhìn liền giày đều không kịp thoát đổ thiếu huyên, cảm khái vạn ngàn. Đứa nhỏ này thật sự khó được, nghe nói một đường đều không có hảo hảo nghỉ ngơi, một ngày 800 dặm cấp lên đường, sinh sôi mệt. Hắn từ nhỏ cứ như vậy, đối nhận chuẩn người một mảnh chân thành hoàng hậu mắt hàm nhiệt lệ, đối ngài đối ta đối thái tử, hận không thể đem tâm đều móc ra tới, thật là cái đứa nhỏ ngốc, ta luôn là lo lắng hắn sẽ có hại có chúng ta nhìn, ai dám hoàng thượng cũng rất thương yêu cái này cháu trai, người khác đem hắn đương hoàng thượng kính, mà đỗ thiếu huyên đem hắn đương chí thân giữ gìn. Đây là hoàn toàn bất đồng cảm thụ, làm hắn tâm ấm áp, nhịn không được đem đỗ thiếu huyên hộ ở cánh chim hạ. Hắn nhìn tiều tụy bất kham chính thê, không cấm thở dài một hơi, ngươi cũng đừng quá lo lắng, chúng ta thái tử sẽ không có việc gì, chính thê là tiên hoàng chọn. Hắn không phải thực thích vũ thương lộng kiếm võ tướng chi nữ, nhưng xem ở thái tử phân thượng đối chính thê cấp đủ tôn trọng cùng thể diện hoàng hậu xuất thân tướng môn không am hiểu cung tâm kế phu thê cảm tình vẫn luôn nhàn nhạt nhưng nàng có một cái thông tuệ hơn người nhi tử này liền đủ rồi đối một nữ nhân tới nói nhi tử mới là dựa vào không gặp trong cung từng đợt mỹ nhân thay phiên lên sân khấu nhưng cuối cùng lưu lại đều là sinh dục cung phi ta là trái tim băng giá là tự trách này một đợt rửa sạch đã chết rất nhiều người không riêng thái y viện triều đình hậu cung đều đã chết không ít người mùi máu tươi còn ở kinh thành trên không tràn ngập thật lâu không tiêu tan hoàng thượng cho mày trẫm cũng không có tra giác không phải ngươi sai ngươi dày rộng đãi nhân nhưng có chút người được voi đòi tiên lòng tham không đấy một người hạ nhân thông bẩm hoàng thượng thái hậu tuyệt thực muốn gặp ngài hoàng thượng đôi mắt nguy hiểm nheo lại cười lạnh một tiếng vậy làm nàng đi tìm chết tuy rằng không phải hắn mẹ ruột là minh hữu nhưng mấy năm nay không có bạc đãi quá nửa phân ai ngờ sấn hắn không chú ý khi hung hăng thọc hắn một đao quả nhiên không có vĩnh viễn bằng hữu chỉ có vĩnh viễn ích lợi lương thành tàng đại nhân đem công văn cấp địa phương chủ quan người đều ở chỗ này này một đường đã chết năm cái đây là danh sách chủ quan còn rất kinh ngạc trên đường thiệt hại như vậy tiểu vẫn là lần đầu tiên thấy thẩm tra đối chiếu nhân số xác định không có lầm sau giao tiếp kết thúc này một chi đội ngũ liền phân đến lương châu vệ sở người tới đưa bọn họ đưa qua đi liền giao cho khương bách hộ trong tay thủ hạ có chút kinh ngạc khương bách hộ là có tiếng dày rộng này một đám lưu đầy phạm số phận không tồi đúng vậy một vãn tình nhìn tằng đại nhân liếc mắt một cái tằng đại nhân hơi hơi gật đầu là trước đó nói tốt kia một cái tới rồi bên kia sẽ không khó xử bọn họ chỉ cần biểu hiện hảo liền có cơ hội lấy một vãn tình năng lực còn sợ không có cơ hội sao? Một cái râu ria xồm xoàm tráng háng xông vào, lão giang, ta bên kia lại đã chết một nhóm người, chúng ta tay nghiêm trọng không đủ, ngươi đến giúp ta điền thượng, chủ quan ảo não nhíu mày, như thế nào lại đã chết? Đây là lần thứ mấy? Ta đã sớm nói qua, lão lý, ngươi không cần quá tàn bạo, không phải ta tàn bạo, là bọn họ quá yếu tráng háng thấy được một phương hai tộc người, đôi mắt tức khắc sáng ngời, di, đây là mới tới lưu đầy phạm nhân thật tốt quá, cho ta một trăm, chủ quan quả quyết cự tuyệt, không được, tráng hán đã theo dõi này một đám người, vậy tám mươi cái, không thể lại thiếu, hắn cực nhã, lì lợm la liếm, truyền chủ quan thật sự không có biện pháp, chỉ có thể năm mươi, hành, ta trước chọn tráng hán tay phải một lóng tay, liền phải này một bát người, hiện tại liền theo ta đi, hắn chỉ phương hướng, đúng là một vãng tình sở trạm vị trí, nàng bên người vây quanh rất nhiều tinh thần phấn chấn bồng một người trẻ tuổi, này không, đã bị lý bách hộ coi trọng mọi người sắc mặt đều biến một phản tình hơi hơi nhíu mày đây là trong truyền thuyết khó nhất hầu hạ nhất hung tàn lý bách hộ người định không bằng trời định lý bách hộ muốn tất cả đều là người trẻ tuổi số tuổi đại điểm đều không cần nào có như vậy chọn người tương đương đem toàn gia chia rẽ đại gia lo lắng sôi nổi nhìn về phía một phản tình một phản tình tâm tư bay lộn chờ một chút nhà của chúng ta người lý bách hộ hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nam nhân đều ở, khi nào đến phiên nữ nhân nói lời nói. Ta không cùng nữ nhân nói lời nói, nha, vẫn là một cái cực độ đại nam tử chủ nghĩa, một vãn tình thần sắc nhàn nhạt, tùy tay tạp ra một thỏi bạc, ta hiện tại có thể nói chuyện sao? Lý Bách Hộ nhớ nhớ bạc phân lượng, có năm lượng trọng, điểm này tiền liền tưởng, một vãn tình lại ném ra một thỏi bạc, đủ rồi sao? Lý Bách Hộ trong mắt hiện lên một tia tham lam, đem trên người của ngươi tiền đều giao ra đây, lưu đầy phạm nhân không cho phép có tư nhân tài sản các ngươi tất cả mọi người không được tư tàn bạc đến còn tưởng minh đoạt quy củ là như thế này nhưng cũng không có nói không cho nhân thân thượng lưu một chút bạc một vãn tình hơi hơi nhíu mày người này không được a à, tằng đại nhân nhân gia muốn cướp ngươi tiền lâu tằng đại nhân việt nhân đức không nhường ai đứng dậy như thế nào đây là muốn cùng ta không qua được hắn thân xuyên màu đen lông cáo áo khoác đầu đội trồn chuột ấm mũ Gia lông vô cùng đông đúc tế hoạt, nhìn liền không phải vật phàm. Trước kính la y sau kính người, Lý Bách Hộ thấy hắn một thân phú quý, nào dám đắc tội, xin hỏi là vị nào? Tằng đại nhân thần sắc nhàn nhạt, ta họ Tằng, phụ trách áp giải phạm nhân kinh thành quan sai. Lý Bách Hộ kinh ngạc không thôi, thời buổi này kinh thành quan sai đều như vậy có tiền, chỉ là này một kiện màu đen lông cáo áo khoác liền giá trị mấy trăm lượng bạc, có lẽ là trong nhà có tiền. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt vẫn là rất khách khí, nguyên lai là tàng đại nhân, ngươi như thế nào giúp đỡ này đó tội ác tày trời lưu đầy phạm nhân. Tàng đại nhân trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi, không phải giúp, mà là, này đó tiền là ta cấp, ngươi lấy đi đến trải qua ta đồng ý, gì? Lý Bách Hộ đều hoài nghi chính mình lỗ tai có tật xấu, quan sai cấp phạm nhân phát tiền. Rốt cuộc ai có bệnh, tàng đại nhân nhìn về phía một vãn tình, một vãn tình hướng hắn sau một cái nhị thủ thế đây là muốn mở ra đệ nhị bộ phương án. Tàng đại nhân lập tức bày ra một bộ cao ngạo bộ dáng, nhìn về phía chủ quan, đại nhân, ta tưởng ở trong thành ngoài thành đều mua chút mà, không biết nên đi nơi nào hỏi thăm tình huống. Chủ quan cùng Lý Bách Hộ hai mặt nhìn nhau, đây là có tiền không địa phương hoa, các ngươi không phải phải về kinh báo cáo kết quả công tác sao, ta tưởng đặt mua một chút sản nghiệp, ta liệu định nơi này nhiều đất dụng võ tàng đại nhân nói cực kỳ khẳng định, một tam tiểu thư ở địa phương thông thường sẽ ra kỳ tích, chủ quan nghẹn họng nhìn trân trối, ngươi vào thành khi không có chú ý trong thành tình huống, tăng đại nhân vốn là tưởng lén lút trí nghiệp, nhưng trước mắt, tình huống có biến, kế hoạch cũng đi theo biến hóa, thấy được, chỉ có một cái chữ thập phố buôn bán còn tính náo nhiệt, chợ cũng còn thấu cùng, mặt khác đều không được, ngoài thành đất hoang núi hoang không ít, cùng kinh thành không có biện pháp so, cùng mặt khác phồn hoa thành trì cũng không thể so, nhưng là đi. Đây là biên tái, Hàng năm đánh giặc, quân địch vỡ bờ một đợt, lại phồn hoa cũng toàn hủy hoại, biên quan bá tánh chỉ có một yêu cầu, tồn tại liền hảo, thấy hắn là nghiêm túc, chủ quan gọi tới thủ hạ, đi, thông truy tiền đại nhân lại đây, có người tưởng mua đất, tiền đại nhân thực mau liền tới rồi, hưng phấn hỏi, ngươi thật sự muốn mua đất? Mua bao lớn, từ đâu ra coi tiền như rác? Trần Thiết chặt chẽ bắt lấy, càng đại nhân nhìn về phía một vãn tình, xin chỉ thị nói, tiểu thư ngài xem đâu, tiền đại nhân kinh ngạc, chủ quan cùng Lý Bách Hộ càng khiếp sợ, vì tình huống, ngươi trí mà vì cái gì muốn hỏi một cái lưu đầy phạm nhân. Ngữ khí còn như vậy tôn kính. Này không thích hợp, phi thường không thích hợp, một vãn tình nhấp nhấp miệng, mua nhập một vạn mẫu, phụ cận phải có nguồn nước cùng núi rừng, tiền đại nhân trong mắt chuyển động. Có người muốn bán một trường, hai vạn năm nghìn mẫu, địa phương là lớn điểm, nhưng tiện nghi A, cũng liền một vạn năm ngàn lượng bạc, không biết có hay không hứng thú, Lý Bách Hộ mắt trợn trắng, cũng liền. Hắn tổ tông tam đại cũng chưa gặp qua nhiều như vậy bạc, không có biện pháp, biên quan bá tánh đều nghèo, quan viên cũng vớt không đến cái gì nước luộc, một vãn tình nhướng mày, em đẹp vì cái gì muốn bán, tiền đại nhân nhịn không được hỏi, đây là, tàng đại nhân trịnh trọng chuyện là giới thiệu, một thị nhất tộc tộc trưởng một vãn tình tiểu thư, nàng đối trồng trọc thực cảm thấy hứng thú, là nàng kiến nghị ta tại đây trí mà, nói là, bên này mà tiện nghi, thượng điền cũng mới một lượng bạc tử, này thượng chạy đi đâu mua. Nàng chưa nói sai đi, tiền đại nhân tâm tình phức tạp không kể, nữ hài tử đương tộc trưởng. Này thế đạo là làm sao vậy, còn có, một cái chưa hiểu việc đời tiểu cô nương cư nhiên đem một cái kinh thành quan sai chơi xoay quanh, nói cái gì đều không tin, quả thực là vớ vẩn, nhưng, hắn còn phải căng da đầu nói bừa, không có, nàng rất có ánh mắt, tàng đại nhân vừa lòng cười, ta mua đất muốn cho nàng làm tham mưu được không tiền đại nhân mãn đầu óc đều là thuế bạc chỉ cần làm thành này một bút sinh ý bọn họ là có thể quá cái hảo năm không thành vấn đề ngươi cảm thấy hành là được một đạo thanh thúy thanh âm vang lên không được ta muốn đi vệ sở đưa tin quá hạn sẽ bị phạt là một vãn tình nàng tay trái lôi kéo phụ thân tay phải lôi kéo mẫu thân đi thôi lý đại nhân hiện tại liền đi lý bách hộ vừa muốn nói gì tiền đại nhân liền nhào qua đi che lại hắn miệng, quy củ là một chuyện, thực tế thao tác là một chuyện, mua đất đối với tàng đại nhân là một chuyện lớn, ta tưởng, Lý Bách Hộ là sẽ không phản đối, lão Lý, ngươi nói đi, đối mặt hai sông ngầm có ý cảnh cáo đôi mắt, Lý Bách Hộ còn có thể nói cái gì đâu, chỉ có thể bị bắt gật đầu, một vãn tình xem ở trong mắt, khó xử cực kỳ, quá miễn cưỡng, như vậy không tốt, ta sợ lúc sau sẽ bị làm khó dễ, làm khó dễ đại gia hơi suy tư liền nghe minh bạch, này so sánh còn rất hình tượng, tiền đại nhân vỗ ngực bảo đảm, ta bảo đảm sẽ không, ai ngờ, một vãn tình tới một câu, nam nhân miệng gạt người quỷ, ta là không tin, tiền đại nhân, vậy ngươi muốn thế nào, một vãn tình trong mắt quay tròn chuyển, tiền đại nhân là quản thuế ruộng, không biết có cần hay không giúp đỡ. Ta đại ca thực sẽ tính sổ, mấy năm sổ sách nửa ngày là có thể thu phục, này nhưng véo trúng tiền đại nhân mệnh môn, hắn thủ hạ tính sổ đều tính không lưu loát, mỗi lần làm hắn đau đầu không thôi. Ngươi xác định, một vãn tình khẽ cười nói, đương nhiên, là mã là loa lôi ra tới lưu lưu sao, tiền đại nhân nghĩ nghĩ, đi, đem năm năm trước sổ sách nhảy ra tới, chỉ chốc lát sau, một đống sổ sách đưa đến một tử thành trước mặt, một tử thành nhìn muội muội liếc mắt một cái, một vãn tình hướng hắn hơi hơi gật đầu, một tử thành hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình trấn định xuống dưới, lấy ra một thân bản lĩnh, trong nhà thực an tĩnh, chỉ nghe kích thích tính châu thanh âm, một tử thành một bàn tay bác bay nhanh, một bàn tay cầm bút trên giấy bôi bôi vẽ vẽ, tiền đại nhân trước sau đứng ở hắn phía sau, toàn bộ hành trình vây xem, bắt đầu khi, hắn còn có chút không cho là đúng, này viết cái gì nha, 1234. Còn có kỳ quái bản biểu, nhưng sau lại, hắn ánh mắt đều không giống nhau, đôi mắt càng ngày càng sáng, một tử thành rốt cuộc tính hảo trướng, đôi tay đem kết quả trình lên đi. Tiền đại nhân tiếp nhận báo biểu, gấp không chờ nổi hỏi, này bản biểu giải thích một chút. Một vãn tình phía trước liền cấp một tử thành mấy cái khảo thí thành tích tốt khai tiểu táo, một tử thành còn cấp bình thường học sinh đi học, đã sớm nhớ kỹ trong lòng, cũng thực sẽ biểu đạt. Hắn giảng thực kỹ càng tỉ mỉ, cũng rất rõ ràng, có một chút cơ sở người vừa nghe liền hiểu, tiền đại nhân trong mắt dị thải liên tục, này báo biểu hảo A, còn có này con số ả rập cũng thực hảo lão gian người này ta muốn hắn tưởng mở rộng cái này hệ thống tạo phúc người khác cũng tạo phúc chính mình mỗi một lần kiểm toán đều làm hắn trán đau phía dưới người một môn sổ nợ rối mù có cái này bản biểu chỉ cần điền số liệu đi vào là được nhiều đơn giản a chủ quan không có dị nghị hành đem thủ tục làm một chút liền mang đi lý bách hộ nhảy ra tới ta không đồng ý đây là ta người tiền đại nhân đôi mắt trừng ngươi làm thủ tục sao làm sao? Làm sao? Hắn một bên nói một bên vén lên ống tay áo, chuẩn bị đánh lộn. Lý Bách Hộ trong khoảng thời gian ngắn phân không rõ ai mới là võ quan, lão tiền, ngươi giảng điểm đạo lý, mọi việc thứ tự đến trước và sau, ta trước tới. Hắn dám cùng lão tiền đánh nhau, thuế ruộng nối tiếp đều phải trải qua lão tiền tay. Tiền đại nhân ngang ngược vô lý tỏ vẻ, rõ ràng là ta trước tới, ta vẫn luôn ở chỗ này, đây là hắn địa bàn. Lý Bách Hộ khí thẳng trận trắng mắt, ngươi đây là sống thổ phỉ tiền đại nhân cùng giả dỗi hắn nói giống như ngươi là văn nhã người ngươi có thể đoạt ta vì cái gì không thể đoạt nói rất có đạo lý làm người không có biện pháp phản bác lý bách hộ chỉ có thể lui bại cứ như vậy một tử thành thành tiền đại nhân tiểu tùy tùng ngày thường tính tính sổ tiền công không có nhưng bao ăn bao ở này có thể so đi quân khẩn mạnh hơn gấp trăm lần còn có thể che chở người trong nhà mọi người hâm mộ đôi mắt đều đỏ tiền đại nhân vừa chuyển đầu lại là một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng, Nam Thành có một khối để đó không dùng mà, không bằng hiện tại liền đi xem. Hành A Tằng đại nhân không nói chuyện, một vãn tình trực tiếp đánh nhịp, Lý đại nhân, cùng đi đi, đi Lý Bách Hộ đảo muốn nhìn nàng trong hồ lô bán cái gì dược, rốt cuộc có tài đức gì làm nhiều người như vậy nhìn với con mắt khác, đoàn người ngồi xe đi, Lý Bách Hộ lúc này mới phát hiện nhóm người này lưu đầy phạm đều có xe ngựa, quần áo cũng sạch sẽ, thực dữ ấm hắn trong lòng hụt hẫn, những người này trước kia cẩm y ngọc thực, liền tính nghèo túng cũng quá so người bình thường thoải mái. Các ngươi xét nhà khi chứa chấp rất nhiều bạc sao, ta muốn cử báo các ngươi, trừ phi các ngươi đem bạc giao ra đây, lời này không mau toàn tràn ra tới, một phản tình bình tĩnh nhìn hắn, ngài đối ô y vệ làm việc năng lực có cái gì hiểu lầm, nếu không, ngươi cấp ô y vệ phó thống lĩnh Ngô Đông Minh đại nhân viết thư nghi ngờ một chút, Lý Bách Hộ đặc biệt không thích nàng, phụ huynh đều ở, nàng một nữ hài tử xuất đầu lộ diện thật sự là khó coi nói giống như ngươi có thể cùng ngô phó thống lĩnh đắc thượng tuyến dường như ta là không được một vãn tình dừng một chút lời nói phong vừa chuyển tằng đại nhân có thể a à, bọn họ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi cùng lần này tây hành cũng là ngô đại nhân kiến nghị lý bách hộ không phải đâu không phải đâu hắn vừa rồi không có đem tằng đại nhân đắc tội đi quả nhiên kinh thành tới người đều không thể đắc tội quỷ biết bọn họ sau lưng đứng người nào hoặc là bọn họ thân thích bằng hữu có hay không lợi hại nhân vật tằng đại nhân hơi hơi mỉm cười nhìn ngài nói ngài lại không phải không quen biết đông minh ca ta chạy này một chuyến là chuyên vì ngài hộ giá hộ tống ngài hảo hảo đại gia mới có thể hảo hảo lý bách hộ tâm lộc bột một tiếng thầm kêu một tiếng không tốt này tiểu cô nương rốt cuộc là cái gì địa vị không phải nói bình thường phạm quan lúc sau sao, sao.